Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 200. Tà Vũ mấy người nghe được Tiêu Phàm nghi hoặc, không khỏi trợn trắng mắt. Vì sao, người nha, duy nhất một lần diệt 60-70 cái dị ma, vấn đề này huyên náo rất tốt đẹp a. Lấy những cái kia dị ma thiên tài kiêu ngạo, bọn họ không tìm kiếm nghĩ cách giết chết bản thân một chuyến mới là lạ. Hiện tại tình huống như thế nào? Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người không nói, cũng lấy lại tinh thần đến, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chúng ta không ít người bị bắt sống, dị ma cách mỗi mấy ngày liền giết một người, đoán chừng là nghĩ buộc chúng ta hiện thân. Tà Vũ thần sắc có chút ngưng trọng. Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn về phía ba người nói, vậy các ngươi cảm thấy, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Chúng ta đây không phải chờ ngươi sao? Tà Vũ nhún vai, lại đem đá quả bóng cho Tiêu Phàm. Dù sao ta là không muốn đi cứu bọn họ, dù sao, mọi người tiến vào nơi này, liền hẳn có tử vong giác ngộ. Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều không nghĩ, trực tiếp nói. Nói ra lời này thời khắc, hắn không khỏi nhìn Trúc Hồng Tuyết một cái, Trúc Hồng Tuyết vẻn vẹn nhíu mày, nói, không nên nhìn ta, các ngươi quyết định là được. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn chỉ lo lắng Trúc Hồng Tuyết ngực to mà không có não, còn muốn đi cứu người. Phải biết, bây giờ còn sống sót dị ma, chí ít cũng có khoảng 300, nếu quả thật muốn liên thủ đối phó bọn hắn, coi như bọn họ mọc ra ba đầu sáu tay, cũng không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, chúng ta nếu như trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết, đó cũng không phải là cách làm người của chúng ta. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị đi cứu bọn họ, tự chui đầu vào lưới? Tà Vũ thần sắc cứng lại. Không, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, nói, bọn họ bắt sống nhiều người như vậy, đơn giản chính là nghĩ đến để cho chúng ta tự chui đầu vào lưới, có thể như thế, chúng ta căn bản cứu không được bọn hắn. Vậy chúng ta làm sao cứu bọn họ? Trúc Hồng Tuyết cũng nghi ngờ nói. Ai nói ta muốn cứu bọn hắn? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, trên người trán phóng một cỗ sát khí lạnh lẽo, tất nhiên bọn họ muốn giết người của chúng ta, vậy chúng ta liền gấp 10, gấp trăm lần giết trở về. Giết tới bọn họ sợ hãi, giết tới bọn họ không dám đối với chúng ta người động thủ. Đây mới thực sự là cứu phương pháp của bọn hắn. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, mấy người biến sắc, Tiêu Phàm trên người tán phát sát khí, để bọn hắn đều cảm thấy có chút phát lạnh. Bất quá, bọn họ cũng không thể không tán đồng Tiêu Phàm lời nói. Nếu như bọn hắn thật muốn hiện thân, nhất định sẽ bị dị ma bao vây, đến lúc đó thiên hoang tu sĩ tất nhiên toàn quân bị diệt. Đây mới là dị ma ý đồ chân chính. Bằng bốn người bọn họ, muốn cứu người, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là, nếu như bọn họ giết tới dị ma khủng bố, giết tới bọn họ không dám đối thiên hoang tu sĩ động thủ đây. Chúng ta cần muốn làm thế nào? Khương Ách trên người hắc khí quay cuồng, sát khí như ẩn như hiện. Lâu như vậy đến nay, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Ách động sát khí, gia hỏa này. Vẫn luôn là một cái bên ngoài lạnh tâm nóng người. Rất đơn giản, tìm tới dị ma, giết sạch sẽ. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Vậy chúng ta tiến về cửa ra vào, nơi nào dị ma, chí ít có gần 100. Tà Vũ có chút hưng phấn nói. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận mắng, lăn. Tà Vũ chỉ là cười ngây ngô, hắn làm sao không minh bạch, thần chiến cổ địa cửa ra vào. Đó mới là chỗ nguy hiểm nhất ha. Bọn họ hai lần đồ sát mấy chục cái dị ma thiên tài, đối phương làm sao có thể không có bất luận cái gì phòng vệ đây. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Phàm toàn thân tâm đầu nhập truyền tống ngọc bàn khắc chế bên trong, dòng dã chế ra mấy trăm khối. Tiếp đó, ta theo Khương Ách một tổ, ta Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết một tổ, tìm tới dị ma, trước tiên thông chi đối phương, sau đó dùng truyền tống trận truyền tống đi qua, đánh bất ngờ chém tận giết tuyệt. Tiêu Phàm nghiêm giọng nói, hắn đối dị ma cho tới bây giờ đều không có hảo cảm gì, lại càng không cần phải nói nhân từ. Tốt, mấy người gật gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng Khương Ách đưa mắt nhìn Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết rời đi, Khương Ách thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, nói Tiêu Phàm, ngươi là đang cho bọn hắn sáng tạo cơ hội sao? Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc nhìn Khương Ách, nói, ngươi đây cũng biết. Xem ra IQ của ngươi so với ta tưởng tượng cao. Khương Ách chất phác cười một tiếng, hai người hướng về một phương hướng khác đi.
Thần chiến cổ địa cực kỳ yên tĩnh, nửa điểm gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng truyền vào Tiêu Phàm lỗ tai của bọn hắn, bọn họ cũng thời khắc đề phòng tứ phương, sợ bị dị ma bao sủi cảo. Năm ngày sau đó, Tiêu Phàm hai người đi dạo mấy chục vạn dặm khu vực, cũng không thấy cái gì dị ma. Tiêu Phàm, những cái kia dị ma sẽ không ẩn nấp rồi à, làm sao một cái cũng không tìm tới. Khương Ách nhíu mày. Bình thường mà nói, không phải là bọn họ sợ dị ma sao, làm sao trở thành dị ma sợ bọn họ. Không đúng, Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, đi, chúng ta đi cửa ra vào nhìn xem. Đi cửa ra vào, Khương Ách kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sau đó gật đầu một cái. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, thôi động thời khắc, bên trong truyền đến Tả Vũ thanh âm, Tiêu Phàm, tất cả dị ma đều tụ tập ở lối vào, năm ngày này, bọn họ giết hai người chúng ta. Nói đến đây, Tả Vũ thanh âm có chút trầm thấp, qua mấy tức mới truyền đến, hơn nữa, bọn họ đều là bị xử tử lăng trì, linh hồn bị ngọn lửa hành hạ 3 ngày 3 đêm mới phi hôi yên diệt. Nghe đến đây, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Bốn phía hư không trong nháy mắt kết băng, rét lạnh tới cực điểm. Còn có cái gì, Tiêu Phàm nghe được Tà Vũ muốn nói lại thôi, thở sâu hỏi. Ta hiện tại cùng thần chân võ cùng Khương Thiếu Thiên bọn họ cùng một chỗ, bọn họ nói, nếu như chúng ta không hiện thân, dị ma sẽ đem những người khác nguyên một đám tra tấn mà chết. Tà Vũ thanh âm bên trong mang theo vài phần lệ khí. Bọn họ nói thế nào? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn rất muốn biết rõ mặt khác thiên hoang người làm sao đối đãi chuyện này. Tiêu Phàm, ta là Khương Thiếu Thiên, cái này họa là ngươi chọc ra, tự nhiên hẳn là từ một mình ngươi phụ trách, chẳng lẽ còn muốn những người khác vì ngươi mệnh tính tiền sao? Bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng. Tiêu Phàm nghe vậy, thiếu chút nữa thì bóp nát truyền âm ngọc phù, trầm ngâm chốc lát mới nói như vậy, Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết rơi ở trong tay các ngươi. Tất nhiên ngươi biết. Vậy ngươi liền hẳn phải biết làm thế nào, bằng không mà nói. Bên trong truyền đến một đạo vẻ cười lạnh. Khương Thiếu Thiên, ngươi thân là thiên hoang người, như thế cử động, lại cùng dị ma có liên can gì? Không đợi bên trong lời nói xong, Khương Ách đoạt lấy Tiêu Phàm trong tay truyền âm ngọc phù, nổi giận nói. Khương Thiếu Thiên, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cái này Khương Thiếu Thiên hẳn là Khương gia tuyệt thế thiên tài, vậy mà muốn nhường hắn tự chui đầu vào lưới. Đi cứu những người kia tính mệnh. Khương Ách, người cũng ở a, vậy liền tốt nhất rồi, người tốt nhất thuyết phục một lần Tiêu Phàm a. Khương Thiếu Thiên cười lạnh nói. Không cần, tiến vào thần chiến cổ địa, nếu như ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, cái kia sống sót cũng là lãng phí thiên hoang tài nguyên. Tiêu Phàm không để Khương Ách tiếp tục nói chuyện, mà là lạnh như băng nói, vậy, còn không bằng chết. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp bóp nát trong tay truyền âm ngọc phù. Trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ giận dữ. Tiêu Phàm đã rất ít không có như thế tức giận. Hắn ngược lại không phải sợ chết, nếu như sợ chết, hắn cũng sẽ không chủ động tiến vào thần chiến cổ địa. Cho dù lấy hắn thực lực, chết ở thần chiến cổ địa tỷ lệ cũng rất lớn. Nhưng là, hắn không muốn khuất nhục chết, cho dù muốn chết, cũng phải chết ở trên chiến trường, mà không phải thiên hoang tu sĩ bộ kia ghê tởm sắc mặt phía dưới. Thời khắc này Tiêu Phàm trong lòng tràn đầy một cỗ ngập trời lệ khí, nếu như không phát tiết ra ngoài, hắn nội tâm khẩu khí này không có khả năng thông thuận. Khương Ách, ta muốn giết Khương Thiếu Thiên, người nói thế nào? Tiêu Phàm cặp mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn xem Khương Ách nói. Khương Ách cau mày, bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. Hắn biết rõ Tiêu Phàm nói ra câu nói này phân lượng, Khương Thiếu Thiên là hắn người của Khương gia, nếu như Tiêu Phàm muốn giết hắn, mà hắn không đồng ý. Hai người về sau khả năng không có bằng hữu làm. Tiêu Phàm cũng biết vấn đề này đối Khương Ách mà nói thật khó khăn, nhưng là, Khương Thiếu Thiên bắt sống Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết đến uy hiếp hắn, chẳng lẽ hắn thật đi tìm dị ma tự chui đầu vào lưới sao? Đó là không có khả năng. Đã như vậy, hắn không thể chết, vậy cũng chỉ có Khương Thiếu Thiên chết. Khương Ách do dự nửa ngày, mới nói có thể hay không tha cho hắn một mạng. Nhưng mà... Hắn nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng cười khổ nói, tận lực không muốn muốn tính mạng hắn, nếu như không thể, vậy liền để hắn chết thống khoái một chút. Ta đáp ứng ngươi, Tiêu Phàm gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên đạp không mà lên, hóa thành muốn lưu quang hướng về chân trời lao đi, Khương Ách thật sâu thở dài một hơi,
đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm như thế tức giận, một lần này, Khương Thiếu Thiên sợ là giữ không được. Nếu là trước kia, hắn không cho rằng có mấy cái cùng giai tu sĩ có thể giết chết Khương Thiếu Thiên, dù sao Khương Thiếu Thiên thế nhưng là Khương gia trẻ tuổi một đời số một số hai thiên kiêu. Thế nhưng là, ở được chứng kiến Tiêu Phàm khủng bố về sau, hắn biết rõ, Tiêu Phàm có thừa biện pháp giết chết Khương Thiếu Thiên, liền nhìn hắn vui không vui mà thôi. Hơn nữa, hắn đối Tiêu Phàm tính cách cũng có hiểu biết, đối đãi mình người, dù cho đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn thống hận nhất bị người một nhà bán rẻ, tất cả mọi người bọn họ đều đại biểu cho thiên hoang, dù là có đại thù hận, tạm thời mà nói đều tính là người một nhà. Nhưng mà Khương Thiếu Thiên nhưng phải hắn đi chịu chết, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không giận. Phải biết, Tiêu Phàm liền Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất hai cái này sinh tử đại địch, hắn đều có thể cứu. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, Khương Ách có chút theo không kịp. Hắn không biết Tiêu Phàm có biện pháp nào có thể tìm được Khương Thiếu Thiên, nhưng hắn tuyệt không nghi ngờ Tiêu Phàm thủ đoạn. Cái này từ thiên hoang đến tiểu tử, thủ đoạn khó lường, không thể so bọn họ thiên hoang thiên kiêu yếu, thậm chí càng mạnh. Là Tiêu Phàm, không sai biệt lắm một nén nhang về sau, núi rừng bên trong truyền đến một tiếng kinh hãi uống, lại là nhìn thấy bốn cái dị ma từ trong rừng gào thét mà ra. Ha ha, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Trong đó một cái dị ma phóng lên tận trời, chặn lại Tiêu Phàm đường đi. Lan, Tiêu Phàm hai mắt quét ngang, trực tiếp lấy ra chấn thế đồng quan, hung hăng vỗ xuống đi. Oanh một tiếng nổ vang, chỉ thấy cái kia dị ma trực tiếp bị phái ra thịt nát, sau đó tại hư không nổ tung, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn biến mất ở hư không. Mặt khác ba cái dị ma thấy thế, dọa đến sắc mặt tái nhợt, phía trước nụ cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm thực lực, triệt để chấn nhiếp đến bọn họ. Bọn hắn đồng bạn thế nhưng là tam tinh ma tôn A, lại bị Tiêu Phàm một đòn đánh giết. May mà bọn họ trước đó còn nghĩ bốn người bắt sống Tiêu Phàm, đi thánh tử thánh nữ trước mặt lĩnh thưởng đây. Đang lúc bốn người kinh hãi thời khắc, Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái khác dị ma trước người, đồng dạng một đòn. Oanh, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Cái kia dị ma bị Tiêu Phàm một đòn giết chết, thần hồn câu diệt. Trốn, cuối cùng hai người lấy lại tinh thần, nhưng mà, Tiêu Phàm nhưng không có buông tha bọn hắn tính toán. Thời không na di thiểm thôi động đến cực hạn, hư không liên tiếp truyền đến hai tiếng nổ vang, hai cái kia dị ma, chí tử đều không nghĩ đến, bản thân sẽ chết ở chỗ này. Lúc nào thiên hoang run rế trở nên mạnh như vậy, bọn họ trước đó nghe nói Tiêu Phàm diệt bọn hắn mấy chục gần trăm người. Còn không thể nào tin được, thẳng đến bọn họ tử vong trước một khắc này, bọn họ rốt cục tin tưởng. Giết chết bốn cái dị ma thiên tài, Tiêu Phàm tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thu hồi chấn thế đồng quan, tiếp tục đi đường. Vừa mới chạy đến Khương Ách, nhìn thấy hư không bốn đám huyết vụ, sớm đã trợn mắt hốc mồm. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng cũng có cái hạn độ. Hiện tại tức giận Tiêu Phàm, mới thật sự là đáng sợ. Đây chính là bốn cái dị ma thiên tài a, hắn ẩn ẩn chỉ thấy bốn đạo hình bóng, khi hắn chạy đến thời điểm, cái kia bốn tôn dị ma thiên tài vậy mà đã chết. Cái này cỡ nào mạnh mẽ thực lực, ở mạnh mẽ như vậy Tiêu Phàm trước mặt, Khương Thiếu Thiên, còn có mấy thành hy vọng sống sót. Hắn ngàn không nên, vạn không nên đắc tội Tiêu Phàm a, Khương Ách trong lòng thay Khương Thiếu Thiên mặc niệm. Khẽ cắn môi, Khương Ách tiếp tục đi theo, hắn nội tâm hy vọng. Bản thân còn có thể bảo trụ Khương Thiếu Thiên một mạng. Nếu để cho Tiêu Phàm sớm chạy đến mà nói, Khương Thiếu Thiên tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm đã không để ý hậu phương Khương Ách, vừa mới đánh giết bốn tôn dị ma, bình thường mà nói, hắn cũng đã phát tiết một ngụm nộ khí, nhưng là, Tiêu Phàm tức giận trong lòng lại càng ngày càng chứa. Cái này đáng chết dị ma, vậy mà làm trễ nải ta mấy hơi thời gian. Sốt cục. Kém không hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở một vùng núi trên không, cường đại khí tức không thêm giữ lại chút nào nở rộ mà ra. Toàn bộ sơn mạch đều bị áp run rẩy dữ dội, sơn phong sụp đổ, bụi bặm vẩy ra. Khương Thiếu Thiên, cút ra đây! Tiêu Phàm lạnh như băng quát lớn, trên người sát ý càng ngày càng đậm. Hô hô, đột nhiên, giữa rừng núi xông ra tốt mấy bóng người, lại là Khương Thiếu Thiên đội ngũ, tổng cộng bốn người.
hắn trong đó hai cái cấp dưới, áp lấy Tả Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết vọt lên. Tiêu Phàm, người vậy mà đến nhanh như vậy. Khương Thiếu Thiên hai mắt khẽ híp một cái, đáy mắt chỗ sâu có vẻ ngoài ý muốn. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, Tiêu Phàm là làm sao tìm được bản thân. Thả bọn họ, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Tiêu Phàm dày đặc khí lạnh nói, lửa giận đã thiêu đốt tới cực điểm. Ha ha, Khương Thiếu Thiên ngửa mặt lên trời cười như điên, Tiêu Phàm, ngươi sẽ không sợ ta giết Tả Vũ bọn họ sao? Không nói vì ta thiên hoang người, coi như vì Tả Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết, ngươi cũng cần phải tự phế tu vi, vừa vặn ta lấy đầu của ngươi đi cứu những người khác, đến lúc đó chúng ta những người này đều sẽ cảm kích ngươi. Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh, lăng không từng bước một hướng về Khương Thiếu Thiên bọn họ đi đến, tựa như không có chút nào thèm quan tâm Tả Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết sống chết một dạng. Tiêu Phàm, ngươi còn dám tiến lên trước một bước, ta liền làm thịt Tả Vũ. Khương Thiếu Thiên thần sắc băng lãnh, ngay sau đó tà tà cười nói, vì thiên hoang đại nghĩa, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ xả thân cầu nhân, đúng không? Chó má nhân tộc đại nghĩa, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Kiếm thệ, cùng lúc đó, sơn lâm bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, khí tức kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt Khương Thiếu Thiên một cái trong đó thuộc hạ. Ngươi dám, Khương Thiếu Thiên sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, núi rừng bên trong lại còn cất giấu một người. Phốc, hư không một đạo kiếm quang nở rộ mà ra, tốc độ đã đạt đến cực hạn, Khương Thiếu Thiên lời nói chưa rơi, kiếm quang liền xuyên qua khống chế Tả Vũ thiên hoang tu sĩ. Theo một đạo huyết hoa tại hư không nổ tung, cái kia thiên hoang tu sĩ trợn to hai mắt, khí tức trên thân trong nháy mắt trôi qua. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, bản thân vậy mà lại chết như thế biệt khuất. Cùng lúc đó, núi rừng bên trong sông ra một bóng người, sau đó nhanh chóng cùng Tiêu Phàm hòa làm một thể. Hiển nhiên, mới vừa xuất thủ mới là Tiêu Phàm bản thể, mà cùng Khương Thiếu Thiên rằng co, chẳng qua là hắn linh hồn phân thân mà thôi. Cho ta giết bọn họ, Khương Thiếu Thiên khóe mắt, chính mình cũng đã bắt sống Tả Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết, hắn lại còn dám ở ngay trước mặt chính mình giết người. Đây quả thực là không đem mình làm một chuyện, nhưng hắn làm sao không giận. Nói xong, hắn còn dư lại hai người thủ hạ, không chút do dự đối Tả Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết xuất thủ. Thật coi ta là con mèo bệnh hay sao? Tả Vũ cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức, trực tiếp đem Trúc Hồng Tuyết bên cạnh thiên hoang tu sĩ cho chấn động bay ra ngoài. Đồng thời, hắn một tay nâng Trúc Hồng Tuyết trong nháy mắt lui về sau vài dặm khoảng cách, lạnh lùng nhìn xem Khương Thiếu Thiên. Ngươi tại sao sẽ không sao? Khương Thiếu Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tả Vũ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta tại sao có thể có sự tình? Tả Vũ nhẹ nhàng ở Trúc Hồng Tuyết trên người một điểm, giải trừ nàng thể nội cấm chế, cười lạnh nói, ngươi nói, muốn tìm chúng ta liên thủ đối kháng dị ma, ngươi sẽ không thật cho là ta tin tưởng a? Khương Thiếu Thiên sắc mặt tái xanh hết sức, chẳng lẽ gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền ở lừa gạt mình? Mà lúc này, Tả Vũ lại là nghiền ngẫm cười nói thật. Ta là thuyết phục bản thân, để cho mình tin tưởng các ngươi, có thể kết quả, lại là quá khiến người ta thất vọng. Nói đến đây, Tả Vũ nhún nhún vai. Mà Trúc Hồng Tuyết trên mặt lại là lộ ra phức tạp nụ cười, Khương Thiếu Thiên bọn họ thế nhưng là thiên hoang người a, vậy mà vì mình tính mệnh, muốn hy sinh Tiêu Phàm. Từ tiến vào thần chiến cổ địa bắt đầu, Tiêu Phàm đã làm sai điều gì sao? Cái gì cũng không làm sai, chỉ là Khương Thiếu Thiên tham sống sợ chết. Muốn cầm Tiêu Phàm mệnh, đi đổi bản thân mệnh mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghĩ đến bản thân đã từng không để ý tính mệnh đi cứu những người khác, Trúc Hồng Tuyết lúc này mới ý thức được, chính mình hành vi là biết bao buồn cười. Mà Tả Vũ cùng Tiêu Phàm hai người, lại bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng hắn cùng nhau đi mạo hiểm. Cho tới giờ khắc này, Trúc Hồng Tuyết mới thật sự minh bạch, ai mới là chân chính đáng tin người. Vậy ngươi vì sao không chạy? Khương Thiếu Thiên trầm giọng nói. Chạy, Tả Vũ buồn cười nhìn xem Khương Thiếu Thiên, ta chỉ là lo lắng một người lưu không được các ngươi bốn người mà thôi, không phải sao, đem Tiêu Phàm gọi tới, không phải dựa vào phổ sao. Cuồng vọng, Khương Thiếu Thiên cười lạnh, chúng ta ba người, các ngươi cũng là ba người, ai thắng ai thua, còn chưa biết được đây. Hô, cũng đúng lúc này, Khương Ách sốt cục chạy tới, nhìn thấy kiếm bạt nỗ trương tràng diện.
hơi hơi nhíu lông mày. Khương Ách, người tới thật đúng lúc, cùng ta cùng một chỗ bắt sống Tiêu Phàm, đi cứu những người khác. Khương Thiếu Thiên trên mặt vui vẻ, Khương Ách nhưng là bọn họ người của Khương gia, không giúp hắn, còn giúp ai đây? Nhưng mà, Khương Ách lại là không hề bị lay động, ngược lại hướng phía sau lui lại mấy bước, một bộ chính các ngươi giải quyết bộ dáng. Hắn thân làm người nhà họ Khương, tự nhiên là sẽ không chủ động giết Khương Thiếu Thiên, nhưng là tuyệt đối sẽ không ứng phó Tiêu Phàm bọn họ. Khương Ách, ngươi dám phản bội gia tộc, Khương Thiếu Thiên giận dữ hét, trên người tách ra kinh khủng sát khí. Bắt sống Tiêu Phàm, đi cứu những người khác. Khương Ách sốt cục mở miệng, nói như thế công khai, ngươi là muốn dùng Tiêu Phàm mệnh, đi cùng dị ma đổi lấy ngươi mạng của mình a? Khương gia người khi nào tham sống sợ chết qua, ngươi hành vi cùng phản bội thiên hoang lại có gì khác biệt? Ta với ngươi cùng là Khương gia người mà cảm thấy xấu hổ. Khương Ách nói lòng đầy căm phẫn, dừng lại chốc lát lại nói, ta theo Tiêu Phàm nói, hắn sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Tha ta một mạng, Khương Thiếu Thiên đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, ta Khương Thiếu Thiên, quét ngang thiên hoang cùng tuổi một đời không có địch thủ, không cần người khác tha mạng. Là các ngươi hướng ta xin khoan dung mới đúng. Trấn Thiên Thủ, Khương Thiếu Thiên đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, lật tay tìm tòi. Một cái bàn tay màu đen trống rỗng xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, hung hăng giận đập mà xuống, bản nguyên chi lực bành trướng không thôi. Tiêu Phàm không hoảng hốt không vội, vận chuyển vô tận chiến huyết, vô thượng kim thân đệ nhị đoán, trực tiếp một quyền nổ tung mà ra. Hắn công kích không có bất kỳ cái gì mánh khóe, chỉ là thông thường một quyền, nhưng một quyền này, lại ẩn chứa thần uy cái thế. Oanh, hư không một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm nắm đấm nhìn qua rất nhỏ. Nhưng uy lực tuyệt luân, trực tiếp vỡ nát hắc sắc cự trường. Giết, Khương Thiếu Thiên không thể tin được, Tiêu Phàm nhục thân vậy mà như thế cường đại, cái này Trấn Thiên Thủ, nhưng là bọn họ Khương gia tuyệt kỹ thành danh a. Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp dùng nhục thân liền khiêng xuống dưới, hơn nữa mặt không đỏ, tim không nhảy. Bậc này cường hãn nhục thân, cùng giai bên trong tuyệt đối là số một số hai. Chút thực lực ấy, ngược lại là đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Khương Thiếu Thiên cười lạnh một tiếng, lật ra bàn tay, một khỏa tảng đá đen kịt hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Hòn đá màu đen hiện ra u quang, nhìn qua rất phổ thông, có thể cách lớn khoảng cách thật xa, liền cho người ta một loại áp lực thực lớn, hư không đều dường như không chịu nổi nó cỗ kia lực lượng một dạng. Tử tế quan sát phía dưới, có thể phát hiện, trên tảng đá màu đen phương phủ đầy phức tạp đường vân. Lít nha lít nhít, dường như khốn trụ một cái mênh mông thế giới. Tiêu Phàm, cẩn thận, đây là 10 đại lịch cổ chí bảo, Trấn Ngục Thiên Bia. Tà Vũ sắc mặt trầm xuống, vội vàng nhắc nhở Tiêu Phàm nói, không đúng, hẳn là Trấn Ngục Thiên Bia toái thạch. Hiện tại biết rõ sợ, Khương Thiếu Thiên trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên. Trấn Ngục Thiên Bia, thế nhưng là 10 đại lịch cổ chí bảo xếp hạng đệ cửu vô thượng pháp bảo, cho dù là một khối toái thạch. Uy năng cũng tuyệt đối không kém gì thiên tôn pháp bảo. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không hề bị lay động, đứng chắp tay. Ngược lại giống như nhìn thằng ngốc một dạng Khương Thiếu Thiên. 10 đại lịch cổ chí bảo, Tiêu Phàm thấy qua đã vượt qua một nửa, không nói chính hắn liền có được Trấn Thế Đồng Quan cùng thời không thiên châu hai kiện chí bảo. Ma Thái Hư đều có một kiện, hơn nữa còn là xếp hạng đệ lục ma thế thiên luân, mà Long Vũ Sinh đôi tỉ muội Long Nữ trong tay cũng có một kiện. Xếp hạng đệ bát vạn long đồ. Mặt khác, hắn nguyên bản chiếm được xếp hạng thứ 10 ngũ phương sát ma kỳ trong đó kim ma kỳ, cũng tiện tay đem nó đưa cho mình thuộc hạ kim cốt đế. Bây giờ liền một khối tảng đá vụn, Tiêu Phàm lại có sợ gì? Khương Thiếu Thiên không phải người ngu, tự nhiên cũng liếc mắt nhìn ra Tiêu Phàm trong tay khinh thường, lập tức tức giận không thôi, Tiêu Phàm, trước đó nghe nói ngươi là một cái hạng người cuồng vọng tự đại, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn cuồng vọng. Đừng nói nhảm, động thủ đi, Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn nói. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, bản tôn thành toàn ngươi. Khương Thiếu Thiên nhe răng trợn mắt phẫn nộ quát, tiện tay đem Trấn Ngục Thiên Bia toái thạch ném ra ngoài, đồng thời đánh ra một đạo thủ quyết. Chỉ một thoáng, hòn đá màu đen bỗng biến lớn, hóa thành một tòa đen nhánh thạch phong, hướng về Tiêu Phàm hung hăng trấn áp mà xuống. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, Khương Thiếu Thiên trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
ầm ầm, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, cả tòa sơn mạch bắt đầu sụp đổ, hơn nữa nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, khoảng cách Tiêu Phàm hơi gần Khương Ách đều bị hất bay ra ngoài, chỉ cảm thấy khí huyết một trận sôi trào. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là vẫn như cũ đứng chắp tay, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn không chung một cái, vẫn như cũ nện bước nhẹ nhàng bước chân, hướng đi Khương Thiếu Thiên. Chưa thấy qua 10 đại lịch cổ chí bảo dế nhũi, đoán chừng căn bản không biết Trấn Ngục Thiên Bia toái thạch đáng sợ. Khương Thiếu Thiên cười lạnh không thôi. 10 đại lịch cổ chí bảo, cái nào đều là hung danh hiển hách, cực kỳ kinh khủng tồn tại. Hắn mỗi một thời đại chủ nhân, đều là trấn áp vạn cổ tuyệt thế thiên kiêu, như thế nào Tiêu Phàm chịu đựng nổi. Khương Thiếu Thiên dường như nhìn thấy Tiêu Phàm bị Trấn Ngục Thiên Bia trấn áp thành huyết nhục một màn, nụ cười cũng càng lúc càng chứa. Nhưng mà, mắt thấy Trấn Ngục Thiên Bia toái thạch sắp rơi vào Tiêu Phàm đỉnh đầu đến cực điểm, Tiêu Phàm đột nhiên nhẹ nhàng lấy tay vung lên, một bộ hắc kim sắc đồng quan trống rỗng xuất hiện. Trong chớp mắt, đồng quan nắp quan tài xốc lên, trong nháy mắt đem hòn đá màu đen nuốt vào, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, lần nữa rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lật tay ở giữa, liền đem chấn thế đồng quan thu vào thể nội. Hư không khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Chỉ là, Khương Thiếu Thiên nụ cười lại là sớm đã biến mất, bị vô tận rung động cùng sợ hãi thay thế. Hắn hai cái cấp dưới, cũng chẳng tốt đẹp gì, hiển nhiên, bọn họ cũng nhận ra đồng quan lai lịch. Thậm chí, Tà Vũ, Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết ba người, cũng trợn mắt hốc mồm, còn cho rằng mắt mình hoa. Chấn thế đồng quan. Khương Thiếu Thiên một cái thuộc hạ, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Chấn thế đồng quan, đây chính là 10 đại lịch cổ chí bảo xếp hạng đệ tam tồn tại a, nó vậy mà ở trong tay Tiêu Phàm. Hỗn trướng, đem Trấn Ngục Thiên Bia toái thạch trả lại cho ta. Khương Thiếu Thiên tức giận gào thét, hai mắt đỏ bừng, nhưng quả thực là không dám xuất thủ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Tiêu Phàm vì sao như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn. Người ta có được Trấn Thế Đồng Quan, đều không coi là chuyện to tát, tự mình ngã tốt, một khối Trấn Ngục Thiên Bia tảng đá, liền kiêu ngạo tự phụ, con mắt sinh trưởng ở trên trời, hoàn toàn chính là thiên địa khác biệt. Sau một khắc, Tiêu Phàm lật tay lấy ra Trấn Ngục Thiên Bia toái thạch, cùng Tu La Kiếm, hai người nhẹ nhàng đụng một cái. Đột nhiên, chỉ thấy Tu La Kiếm đột nhiên đâm vào Trấn Ngục Thiên Bia toái thạch bên trong, sau đó Trấn Ngục Thiên Bia toái thạch trực tiếp sáp nhập vào kiếm thể. Biến mất không còn một mảnh. Một màn này, đem tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể thôn vệ những pháp bảo khác thần kiếm. Còn có thủ đoạn gì nữa, đều xuất ra, xem ở Khương Ách mặt mũi, người có thể lựa chọn một loại kiểu chết. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Khương Thiếu Thiên lấy lại tinh thần, trước tiên nghĩ tới chính là chạy trốn. Có được Trấn Thế Đồng Quan Tiêu Phàm, lại tại sao có thể là hắn có thể địch đây? Tiêu Phàm, người chờ. Khương Thiếu Thiên buông xuống một câu ngoan thoại, xoay người chạy, tính cả hắn hai cái thuộc hạ đều không lo được. Chỉ là, Tiêu Phàm sẽ bỏ qua hắn sao? Hiển nhiên là không thể nào. Chỉ thấy Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên quỷ dị tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Khương Thiếu Thiên trước người, một tay dắt lấy Trấn Thế Đồng Quan một góc, hung hăng đập rơi xuống. Phịch một tiếng nổ vang, Khương Thiếu Thiên ngũ tạng lục phủ phá toái, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là giống như đạn pháo một dạng, vọt thẳng vào sâu trong lòng đất. Rậm rạp chằng chịt khe rãnh lan tràn tứ phương, bụi bặm tràn ngập. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng hướng về phía dưới, sát khí trên người vẫn như cũ chưa giảm mảy may. Tất nhiên hắn nói muốn giết Khương Thiếu Thiên, vậy khẳng định là nói được thì làm được. Mấy tức về sau. Người bị thương nặng Khương Thiếu Thiên lần nữa phóng lên tận trời, một lần này, hắn liền bú sữa mẹ khí lực đều sử ra. Không thể không nói, Khương Thiếu Thiên thực lực vẫn là rất mạnh, ở thiên hoang tất cả thánh tôn cảnh bên trong, mặc dù không nhất định có thể qua tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng 20 vị trí đầu nhất định là không có vấn đề. Trước đó mấy cái kia dị ma, thế nhưng là bị Tiêu Phàm một đòn trực tiếp đập bạo, mà hắn lại thẳng xuống tới. Cái này đã đủ để chứng minh hắn thực lực mạnh mẽ. Chỉ là đáng tiếc, hắn đối mặt là tức giận Tiêu Phàm, bằng không mà nói, có lẽ hắn sẽ không như thế biệt khuất. Tiêu Phàm rất ít sử dụng Trấn Thế Đồng Quan,
một dạng chỉ là dùng để phòng ngự, đây cơ hồ là hắn lần công kích thứ nhất, bình thường tối đa cũng liền thôi động thời không thiên châu mà thôi. Nhưng hôm nay Tiêu Phàm đã đối Khương Thiếu Thiên lên ý quyết giết, bằng không hắn cũng sẽ không bại lộ trấn thế đồng quan tồn tại. Ầm ầm, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, Khương Thiếu Thiên vô thượng kim thân đều bị Tiêu Phàm sinh sinh đập nát, đập máu thịt be bét. Hắn đỏ bừng lấy hai mắt, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Khương Ách, cứu ta, cứu ta. Khương Thiếu Thiên đành phải bắt lấy Khương Ách một lần này cái phao cứu mạng. Nhưng mà, Khương Ách lại là thật sâu thở dài. Tiêu Phàm đã bại lộ trấn thế đồng quan, điều này nói rõ, Khương Thiếu Thiên cùng hắn hai cái cấp dưới, đều là không khả năng còn sống rời đi. Bằng không mà nói, một khi bọn họ rời đi thiên hoang, đem Tiêu Phàm bí mật này tiết lộ, đối Tiêu Phàm mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Khương Ách đem Tiêu Phàm làm bằng hữu, ngược lại cùng Khương Thiếu Thiên không có gì tình nghĩa, dù sao, Khương gia đệ tử hàng vạn mà tính, Khương Ách lại là thiên ách chi thể. Hắn chỉ là họ Khương mà thôi, trên thực tế, trừ bỏ huyết mạch, hắn cùng với Khương gia không có quá lớn quan hệ. Khương Ách, bọn ngươi cùng ngoại nhân giết ta, phản bội Khương tộc, đáng chết. Nhìn thấy Khương Ách không hề bị lay động, Khương Thiếu Thiên lại như cùng chó điên đồng dạng, bắt đầu cắn xé. Ta không thể đáp ứng ngươi, tha cho hắn một mạng, nhưng là... Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, nói ta có thể cho hắn lựa chọn một loại kiểu chết. Khương Ách hai mắt nhắm lại, hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới nói, vậy liền tận lực nhường hắn thống khoái một chút a. Khương Ách, ngươi chết không yên lành. Khương Thiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, thanh âm bị một tiếng sét nổ mạnh bao phủ, chỉ thấy Tiêu Phàm chân đạp trấn thế đồng quan, hung hăng chà đạp mà xuống, rơi đập ở Khương Thiếu Thiên trên thân. Khương Thiếu Thiên thanh âm đột nhiên ngừng lại, nhục thân cùng linh hồn trực tiếp nổ tung, chết không thể chết lại. Phương pháp này, xác thực không thống khổ, Tà Vũ giải quyết Khương Thiếu Thiên trong đó một cái thuộc hạ, lại ngăn cản cái thứ hai, nghiền ngẫm cười nói. Cái cuối cùng thuộc hạ dọa đến sắc mặt tái nhợt hết sức, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tà Vũ cùng Tiêu Phàm bọn họ, hai chân đều đang run lên. Ngươi là bị Khương Thiếu Thiên liên lụy, muốn trách, liền đi trên hoàng tuyển lộ trách hắn a. Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra một câu. Sau đó lách mình xuất hiện ở bên cạnh người kia, một kiếm xuyên qua mi tâm của hắn, người kia chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ đầu đến cuối, Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết đều không có mở miệng ngăn cản, nhất là Trúc Hồng Tuyết, cùng Tiêu Phàm bọn họ ở chung lâu, cũng sẽ không cùng trước đó như vậy ngây ngốc bỏ ra. Có ít người, căn bản không đáng bản thân bỏ ra. Nếu như Khương Thiếu Thiên bọn họ không cần hai người bọn họ đến uy hiếp Tiêu Phàm, có lẽ cũng sẽ không cần chết. Đi thôi, nơi này huyên náo động tĩnh quá lớn, dị ma không bao lâu nữa sẽ tới. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, đạp không hướng về chân trời lao đi, dường như mới vừa giết chóc không có quan hệ gì với hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Khương Ách lắc đầu thở dài, phất tay, núi đá sụp đổ, đem Khương Thiếu Thiên thi thể huyết nhục mơ hồ vùi lấp. Xem như Khương gia người, đây có lẽ là hắn có thể đủ vì Khương Thiếu Thiên làm một điểm cuối cùng sự tình. Chỉ chốc lát sau, Khương Ách, Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, đám người một trận trầm mặc, ai cũng không có mở miệng đề cập sự tình vừa rồi. Nhất là Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết, dù cho Khương Thiếu Thiên là tự tìm chết, không nên trách cứ Tiêu Phàm, có thể Khương Thiếu Thiên thủy chung đều là thiên hoang người, cuối cùng lại chết trong tay bọn hắn. Tiêu Phàm, chúng ta đây là đi đâu? Tà Vũ cảm giác bọn họ phi hành phương hướng có chút không đúng, cái này tựa như là tiến về thần chiến cổ địa cửa ra vào. Xiết dị ma, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, lạnh như băng nói. Mấy người nghe vậy, sắc mặt đều có biến hóa rõ ràng. Tiêu Phàm, người xác định chúng ta ba người muốn đi cửa ra vào giết dị ma. Trúc Hồng Tuyết thanh âm đề cao hơn mấy chục decibel, theo chúng ta thu thập tình báo, hiện tại lối vào, chỉ ít đều có hơn 200 dị ma bảo vệ, chúng ta không khác tự động tử lộ. Tiêu Phàm ngừng thân hình, nhìn xem Trúc Hồng Tuyết nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chỉ là hạ phẩm thánh tôn, lại dám chiến thượng phẩm thánh tôn. Làm sao hiện tại, đột phá thượng phẩm thánh tôn, ngược lại sợ chết đây? Ngươi mới sợ chết, Trúc Hồng Tuyết sắc mặt đỏ bừng, muốn đưa cho chính mình phản bác vài câu. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, đây cũng là sự thật, nàng vẫn chỉ là hạ phẩm thánh tôn thời điểm,
hai thanh quỷ đầu đao đại sát tứ phương, không sợ tất cả. Mà bây giờ đột phá thượng phẩm thánh tôn, lại ngay cả cùng giai dị ma giao chiến dũng khí đều không có, một khi đã mất đi nhuệ khí, về sau muốn đột phá nguyên tôn cảnh, sợ là muốn tốn một chút thời gian. Tốt rồi, các ngươi sẽ chờ ở đây ta đi đem bọn hắn dẫn tới. Tiêu Phàm lơ đánh khoát khoát tay, quay người liền tại chỗ biến mất. Tà Vũ hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, một lần này, đoán chừng muốn chơi đem càng lớn, mọi người làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dị ma sẽ còn vòng giữa chụp mũ sao? Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không cho chúng ta bản nguyên chi lực lựu đạn a. Khương Ách có chút không hiểu. Tà Vũ lại là lắc đầu, không, một lần này chúng ta muốn súng thật đạn thật chơi lên một trận. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ánh mắt thâm thúy. Thần chiến cổ địa cửa ra vào. Phương viên hơn vạn dặm đều khác thường ma trấn thủ cùng tuần tra, đừng nói một người, liền xem như một con muỗi, cũng đừng hòng trà trộn vào. Cửa vào bình đài vị trí, chung quanh mấy chục trượng phương viên cổ lâm bị dị ma dùng cự thạch biến thành một mảnh quảng trường. Quảng trường phía trên, ngổn ngang đứng thẳng lấy từng căn 10 cột, mỗi một cây cột trên đều mang theo một cái máu me đầm đìa thiên hoang tu sĩ. Trước đó nghĩ đến cùng Thiên Sơn Tận hãm hại Tiêu Phàm băng diệt phong cùng băng diệt thủy huynh đệ, cũng ở trong đó. Bọn họ lần trước may mắn trốn khỏi một kiếp, nhưng lần này, lại rơi vào dị ma trong tay, chịu không ít đau khổ. Trừ bọn họ bên ngoài, ngoài ra còn có 8, 9 người, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, có lẽ cũng có thể nhận chủ trong đó mấy người. Đã đến giờ, lại có thể hảo hảo tra tấn đám này rác rưởi. Cái kia Tiêu Phàm cũng thực sự là quyết tâm a, người một nhà ở trong này thụ tra tấn, không tới cứu bọn họ thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả hiện thân cũng không dám. Khoảng cách thời hạn nửa năm còn có 2 tháng, 2 tháng về sau, nơi này là duy nhất có thể rời đi thần chiến cổ địa phương, bọn họ tất nhiên còn phải từ nơi này ly khai, chỉ bất quá hơi tàn 2 tháng mà thôi. Mấy cái dị ma cầm trong tay roi hướng về thiên hoang tu sĩ đi đến, trên mặt lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Bọn họ giống như rất ưa thích loại này khát máu cảm giác, mỗi lần dùng roi rút thiên hoang tu sĩ ra chóc thịt bong, máu của bọn hắn đều sẽ sôi trào. Hôm nay, Tiêu Phàm nếu như không xuất hiện nữa, liền lại chọn một tốt chơi vui một lần. Một người cầm đầu dị ma liếm môi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Oanh, lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên truyền đến một trận kinh hãi vang, bầu trời rung chuyển, đất rung núi chuyển, từng đầu khe hở lan tràn ra. So động đất cấp 10 còn muốn đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu dị ma sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn tới. Lại là nhìn thấy mấy đạo bóng đen ở phương xa bỏ chạy, thân hình có chút chật vật. Ngay sau đó, trong đó một đạo hắc ảnh từ đằng xa cực tốc tới gần, một cái hô hấp không tới thời gian, liền đi tới quảng trường vị trí. Kiếm thể từng đạo kiếm hoa từ bóng đen trong tay nở rộ. Chuẩn bị tra tấn thiên hoang tu sĩ mấy cái dị ma, trực tiếp bị chém giết. Hiển nhiên, người vừa tới không phải là người khác, mà là Tiêu Phàm, hắn kiếm đạo bản nguyên lực lượng tận tình thi triển, thượng phẩm thánh tôn thật đúng là không phải hắn đối thủ. Tiêu Phàm cứu bị vây thiên hoang tu sĩ, sau đó lấy ra một cái truyền tống ngọc bàn, mở ra một đạo truyền tống quang môn, lạnh như băng nhìn xem chúng nhân nói, tiến nhanh đi. Đám người ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Phàm một cái. Có người trong lòng thế nhưng là đem Tiêu Phàm cùng tổ tông của hắn 18 đời đều chửi mắng hơn vạn lần. Bởi vì Tiêu Phàm, bọn họ mới có thể gặp tai bay vạ gió. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Tiêu Phàm vậy mà lại tới cứu bọn họ. Đám người thở sâu, sau đó không chút do dự hướng về quang môn bay vào, giờ phút này không trốn, chờ chút liền không có cơ hội trốn. Tiêu Phàm, ngươi, Phong Lưu Vân toàn thân chật vật không chịu nổi. Lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Đi, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một chữ, đối với Phong Lưu Vân, Tiêu Phàm ấn tượng không tính quá kém, hắn không có bất kỳ cái gì bối cảnh thân phận, có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới, còn có thể bị quân Bách Nhẫn coi trọng, đã 10 điểm không dễ dàng. Phong Lưu Vân cũng xông vào truyền tống quang môn bên trong, bất quá, phía sau hắn có một cái mang theo mặt nạ màu đen một cái nam tử, lại là trì trệ không tiến. Chỉ lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, cẩn thận một chút, mặt nạ màu đen nam tử bất đắc dĩ thở dài, cũng bước vào truyền tống quang môn bên trong. Thanh âm này, Tiêu Phàm nhíu mày,
thanh âm này quá quen thuộc, tựa như ở nơi nào nghe nói qua. Chỉ là, hắn làm sao muốn đều muốn không đến, đây rốt cuộc là ai thanh âm? Đối phương đeo mặt nạ, chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra? Hay là nói, mặt mũi của hắn, bản thân nhận biết? Tiêu Phàm, lần này xem ngươi chạy chỗ nào? Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, lại là mấy chục cái dị ma từ bốn phương tám hướng đánh tới. Người chưa đến, cuồng bạo khí tức phô thiên cái địa đánh tới, truyền tống quang môn ầm vang nổ tung, còn có một đạo thân ảnh chưa từng rời đi. Tiêu Phàm, người kia làm bộ đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể cũng bắt đầu phát run. Tiêu Phàm không xuất hiện thời điểm, bọn họ còn có một số giá trị lợi dụng, dị ma không dám trắng trợn đồ sát bọn họ. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm hiện thân, bọn họ đã không có giá trị lợi dụng, lấy hắn thực lực. Muốn từ mấy chục gần trăm dị ma trong tay sống sót, cơ hội quá xa vời. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn người kia một cái, trực tiếp đem hắn ném vào thể nội thế giới, trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ, vô luận là ai, dù cho tuyệt đỉnh thiên tài, ở đối mặt cái chết lúc, cũng đồng dạng sẽ hoảng hốt. Sau một khắc, Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lẽo, khóa chặt một cái phương hướng, giống như mũi tên một dạng bắn ra. Kiếm thể. Tiêu Phàm từng kiếm một không biết mệt mỏi chém ra, hư không máu đen chảy ra, khiến cho bầu trời nhìn qua càng thêm lờ mờ, âm trầm. Tiêu Phàm hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng gần 4.000 nguyên, dù cho hắn lực độ trưởng khống chỉ có 3 thành, vậy cũng có thể bộc phát ra 1.200 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Mà đại bộ phận thượng phẩm thánh tôn cường giả, cho dù bản nguyên chi lực không kém gì hạ phẩm nguyên tôn, đạt đến ngàn nguyên, khống chế độ đạt tới 4 thành. Đó cũng chỉ là tương đương với 400 nguyên bản nguyên chi lực bùng nổ toàn bộ uy năng. Cùng Tiêu Phàm kiếm đạo bản nguyên lực lượng uy lực so sánh, chênh lệch dòng dã gấp bội. Đương nhiên, chân chính chiến đấu thời điểm, không có khả năng đồng thời thôi động tất cả bản nguyên chi lực, được ăn cả ngã về không. Nhưng là Tiêu Phàm như thế, dị ma cũng giống như thế, bọn họ tự nhiên không phải Tiêu Phàm đối thủ, chỉ có bị hắn tàn sát phần. Bất quá! Dị ma nhất phương số lượng xác thực quá nhiều, dù cho lấy Tiêu Phàm tốc độ, cũng bị đánh trúng mấy lần, trên người chảy ra từng tia dòng máu màu vàng óng. Cũng may Tiêu Phàm sức khôi phục không kém, bằng không hắn cũng chưa chắc ngăn cản được mấy chục cái tam tinh ma tôn điên cuồng công kích đồng dạng oanh sát. Chết, cũng coi như Tiêu Phàm bị bốn cái dị ma vây công thời khắc, đột nhiên một bóng người từ hư không xông ra, lại là nguyên cổ thánh tử, cầm trong tay lượng thiên xích hung hăng bổ xuống. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, trước tiên dùng tu la kiếm chống đối, kinh khủng thời không lực lượng cuồn cuộn, chấn động đến Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi. Đồng thời, hắn tay cầm kiếm, hổ khẩu rạn nứt, tràn ra từng tia máu tươi. Tiêu Phàm đối nguyên cổ thực lực đã sớm có rõ ràng phán đoán, cầm trong tay lượng thiên xích hắn, đối bản nguyên chi lực khống chế độ đoán chừng đạt đến 5 thành. Đồng thời, hắn trong đó có một loại bản nguyên chi lực. Hẳn là đạt đến hạ phẩm nguyên tôn cảnh giới, gần có được 2.000 nguyên nhiều. Nói cách khác, nếu như hắn toàn lực bộc phát, thực lực tương đương tại 1.000 nguyên bản nguyên chi lực uy lực, cùng hắn chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Điểm này, cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm rõ ràng nhận thức đến, bản nguyên chi lực lực độ trưởng khống tầm quan trọng. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng phát hiện một điểm khác biệt, người khác đều là đột phá 3.000 nguyên bản nguyên chi lực. Thì tương đương với trung phẩm nguyên tôn. Mà chính hắn, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng lại là đột phá 4.000 nguyên, mới khó khăn lắm đạt tới trung phẩm nguyên tôn cảnh giới. Nói cách khác, hắn thân thể có thể dung nạp càng nhiều bản nguyên chi lực, có lẽ cùng hắn đã từng dùng khí số luyện thể có quan hệ. Giết hắn, bất luận sinh tử, nhìn thấy Tiêu Phàm bị bản thân đánh lén thành công, nguyên cổ thánh tử đắc ý cười lạnh. Lại nhiều lần bị Tiêu Phàm trêu đùa cùng đùa bỡn, nguyên cổ thánh tử sớm đã mất đi tra tấn Tiêu Phàm tâm tư, hắn chỉ muốn làm sao nhanh lên giết chết Tiêu Phàm. Là, thánh tử, mặt khác dị ma nghe vậy, lần nữa ùa lên. Sát lục, tu la chàng. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy một mảnh huyết sắc giết chóc huyết hải từ dưới chân hắn lan tràn, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Cùng lúc đó, vô số huyết sắc lợi kiếm trống rỗng xuất hiện, tùy ý rảo sát lấy hư không, cơ hồ là không khác biệt công kích. Có ít người trước tiên cảm thấy không thích hợp, trong nháy mắt trốn ra mấy ngàn dặm phạm vi,
nhưng còn có 10 người, lại chỉ muốn lấy oanh sát Tiêu Phàm, trong nháy mắt bị huyết sắc giết chóc lợi kiếm khóa chặt. Phốc phốc phốc, huyết dịch nở rộ thanh âm vang lên, cái kia 10 người, bị huyết sắc lợi kiếm xuyên qua, thân thể giống như bị cối xay thịt khuấy động đồng dạng, trực tiếp biến thành thịt nát. Tiêu Phàm sắc mặt cũng hơi trắng bệch, một chiêu này vừa mới lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ, với hắn mà nói, cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Giết, nơi xa, Thiên Giao Thánh Nữ cùng Tà Nguyệt Thánh Tử mấy người cũng chạy tới, thông hai mắt đỏ, muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, tiếp tục như vậy, hắn có lẽ thật đúng là phải bị lưu lại nơi này không thể. Nếu như bại lộ trấn thế đồng quan, từ trước đó mấy người bộc lộ đối tu la tộc hoảng hốt, có lẽ bọn họ càng thêm sẽ không tiếc giá cao giết chết bản thân. Thở sâu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói, vậy cũng chỉ có giết ra một đường máu. Cũng may tu la kiếm có thể thôn vệ người khác lực lượng đến phản hồi đưa cho chính mình, bằng không mà nói, dù cho Tiêu Phàm bản thân bản nguyên chi lực khôi phục kinh người, cũng so không lên tiêu hao. Hắn tròng mắt ở dị ma bên trong nhìn lướt qua, cuối cùng tập trung vào Thiên Giao Thánh Nữ. Nữ nhân này thế nhưng là thái nhất thánh giới vương tộc, nếu như có thể sống qua bắt nàng, vậy mình chạy trốn ra ngoài cơ hội liền lớn rất nhiều. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng bắt sống cái kia Ngọc Lang thánh tử một dạng, lọt vào mặt khác thánh tử thánh nữ tập thể vây công, đến lúc đó chỉ có thể chết càng nhanh. Nhưng là, tình huống bây giờ lại có chút khác biệt, lúc ấy vây giết hắn chỉ có Nguyên Cổ, Tà Nguyệt cùng U Lan mấy người, cùng bọn hắn thuộc hạ. Bọn họ giết chết Ngọc Lang thánh tử cùng hắn thuộc hạ, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà nơi này, lại là hội tụ mấy trăm người, bọn họ không có khả năng trắng trợn giết chết Thiên Giao. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cực tốc hướng về Thiên Giao vị trí phóng đi, lợi kiếm trong tay lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm ảnh, nguyên một đám dị ma bị hắn chém bay ra ngoài, máu tươi phun ra. Tình huống của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Thân thể bị xỏ xuyên mấy lần, máu me đầm đìa, nhìn qua dữ tợn, đáng sợ. Nhưng mà, Tiêu Phàm bước chân lại không có lộn xộn mảy may, hắn tròng mắt gắt gao tập trung vào Thiên Giao. Thiên Giao nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà manh động một loại hoảng hốt, hét lớn, giết hắn, mau giết hắn. Nhanh a, giờ khắc này nàng, trang nghiêm quên, mình cũng là Tam Tinh Ma Tôn, đường đường vương tộc thánh nữ. Thật sự là Tiêu Phàm cái này lối đánh liều mạng quá dọa người. Vô số dị ma bao vây mà lên, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là càng chiến càng hăng, xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, sát phạt chi khí càng ngày càng đậm. Một đám dị ma chiến kinh hồn táng đảm, bọn họ có loại cảm giác, nếu như lần này không giết chết Tiêu Phàm, về sau muốn giết Tiêu Phàm, thì càng khó. Phải biết, bọn họ hiện tại thế nhưng là mấy chục gần trăm cá nhân, cùng một chỗ vây công hắn a. Lại bị hắn đã giết chừng 20 người. Đợi một thời gian, khi hắn đột phá Nguyên Tôn, Pháp Tôn, thậm chí Thiên Tôn, tuyệt đối là thái nhất thánh giới ác mộng. Đám người rõ ràng có thể qua cảm nhận được, thời khắc này Tiêu Phàm tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái bên trong, mặc dù thần thể bị thương, nhưng khí tức trên thân của hắn, vậy mà đang không ngừng mạnh lên. Hắn sẽ không muốn đột phá Nguyên Tôn cảnh rồi à? Khác Thường Ma kinh hoàng nói. Bọn hắn hiện tại, muốn giết chết Tiêu Phàm đều hết sức khó khăn. Một khi Tiêu Phàm đột phá Nguyên Tôn cảnh, chiến lực tăng lên mấy lần, như thế nào bọn họ có thể địch? Không sai, Tiêu Phàm thực lực đúng là không ngừng kéo lên, bất quá không đặc biệt, mà là sát lục bản nguyên chi lực đang nhanh chóng tăng lên. Hắn nguyên tuyền bên trong, điên cuồng cô đọng sát lục bản nguyên chi lực, vừa mới đột phá thượng phẩm Nguyên Tôn hắn, sát lục bản nguyên chi lực vậy mà đã từ 100 nguyên. Điên cuồng đã tăng tới 500 nguyên, hơn nữa hoàn toàn không có đình chỉ xu thế. Tiếp tục như vậy, có lẽ căn bản không bao lâu, liền có thể đột phá ngàn nguyên nhiều, đạt tới hạ phẩm Nguyên Tôn giới hạn. Lấy thương đổi thương, không tiếc bất kỳ giá nào, giết chết hắn. Nguyên Cổ kinh hoàng giận dữ hét. Nguyên Cổ triệt để sợ hãi, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua giống Tiêu Phàm dạng này ngoan nhân. Vậy mà không để ý bản thân sinh tử. Cũng muốn cùng bọn họ chém giết đến cùng, cái này cũng quá kinh khủng. Mấu chốt là, gia hỏa này hoàn toàn không để ý thương thế trên người, càng chiến càng hăng, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, cuối cùng mài chết khả năng không phải Tiêu Phàm, mà là bọn họ. Hiện tại, chỉ có lấy thương đổi thương,
có lẽ mới là mau chóng cắt đứt Tiêu Phàm tính mệnh cơ hội. Giết, một tiếng quát như sấm, chỉ thấy một cái dị ma lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, toàn lực thôi động tất cả bản nguyên chi lực, thi triển ra kinh khủng một đòn. Oanh, Tiêu Phàm thân thể bị một cỗ nổ tính lực lượng tung bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù người này chỉ có 500.600 nguyên bản nguyên chi lực, khống chế độ cũng chỉ có 3 thành, nhưng một kích toàn lực, uy lực cũng tương đương với 150 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể phát huy ra 1.200 nguyên bản nguyên chi lực uy lực, nhưng mấu chốt là, hắn không dám liều mạng như vậy a. Bằng không mà nói, hắn bản nguyên chi lực nhất định sẽ cấp tốc hao hết, đến lúc đó chính là hắn tuyệt lộ. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, Tiêu Phàm chấn động một cái về sau lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một mai kim quang lóng lánh thần đan, một ngụm nuốt xuống. Ầm ầm, mạnh mẽ khí tức phồng lên mà ra, Tiêu Phàm thể nội bản nguyên chi lực cơ hồ mấy hơi thở liền khôi phục hoàn toàn, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Sát lục, Tu La Tràng, kiếm thể, Tiêu Phàm sát khí trên người cũng nhảy lên tới cực điểm, đối phương nghĩ lấy thương đổi thương, hắn cũng không dám tiếp tục giữ lại, mỗi một kích, cơ hồ đều toàn lực thúc giục một nửa trở lên bản nguyên chi lực. Tu La sát lục bản nguyên chi lực uy lực đồng dạng, hắn bây giờ lĩnh ngộ 600 nguyên, nhưng khống chế độ chỉ có 3 thành, tối đa cũng chỉ có thể phát huy 180 nguyên uy lực. Nhưng là, sát lục bản nguyên chi lực muốn so tầm thường bản nguyên chi lực càng thêm bá đạo, một đòn ra tay toàn lực, thật đúng là không mấy người có thể chống lại. Hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, vậy càng thêm không cần nói, những nơi đi qua, cơ hồ chính là một mảnh đồ sát. Cho ta giết, giết, ta ngược lại muốn xem. Trên người hắn có bao nhiêu thần đan khôi phục bản nguyên chi lực. Thiên Giao cũng có chút điên cuồng lên. Mặt khác một chút thánh tử thánh nữ, cũng thỉnh thoảng đánh lén Tiêu Phàm, lại ngay cả đối kháng chính diện dũng khí đều không có. Thật sự là Tiêu Phàm hung danh quá kinh khủng, hơn nữa hiện tại bắt đầu giết người, càng để cho người run lên. Dùng mệnh cùng ta liều thần đan sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Trên người hắn thần đan. Thế nhưng là chồng chất thành núi A, coi như mỗi ngày coi như ăn cơm, đoán chừng đều muốn ăn mấy trăm năm. Buồn cười chính là, những cái này dị ma vậy mà cược bản thân thần đan thiếu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng yên tâm không ít, bản thân từ vừa rồi chiến đến bây giờ, đã coi như là tạm thời trấn trụ bọn họ. Nếu là trước đó, Nguyên Cổ cùng Thiên Giao mấy người khẳng định không chút do dự giết tới, nhưng là bây giờ, bọn họ không dám. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích Nguyên Cổ cùng Thiên Giao đầu sợ hắn, những người khác càng là không biết sâu cạn của hắn, tự nhiên không dám xuất thủ. Càng là như thế, Tiêu Phàm càng là giết điên cuồng. Các ngươi không phải dùng Thiên Hoang tu sĩ mệnh đến uy hiếp ta sao? Hiện tại lão tử giết tới các ngươi sợ hãi, giết tới các ngươi tê cả da đầu, xem các ngươi về sau còn dám hay không uy hiếp ta. Không thể không nói, có chút dị ma thật hối hận. Sớm biết liền không nên đắc tội cái này sát tinh. Đáng tiếc, 100 vạn năm tuế nguyệt đến nay, bọn họ đều sớm đã hình thành một loại cao cao tại thượng quen thuộc, cảm thấy thiên hoang người chỉ đến như thế. Trước kia một chút tiền bối luôn luôn ở trước mặt bọn họ rèm pha thiên hoang tu sĩ, nói thiên hoang tu sĩ yếu đuối, tiện tay có thể diệt, cái này khiến bọn họ trời sinh liền xem thường thiên hoang người. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới. Con thỏ cấp bách cũng sẽ cắn người, run rế, cũng có để sư tử phiền não thời điểm. Nhìn xem vô số cỗ thi thể ngã xuống, đông đảo thánh tử thánh nữ sắc mặt đều hơi trắng bệch lên. Nguyên Cổ cùng Thiên Giao sớm đã biến thành quang can tư lệnh, hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ sao? Nếu như mình thật trở thành quang can tư lệnh rời đi thần chiến cổ địa, nơi nào còn có mặt mũi gì về thái nhất thánh giới? Hắn phải chết, Nguyên Cổ đỏ bừng hai mắt. Lấy ra lượng thiên xích giết tới. Thiên Giao cũng lấy lại tinh thần đến, dựa vào những thuộc hạ này muốn giết Tiêu Phàm, cơ hồ là không thể nào, trừ phi bọn họ tự thân lên trận. Tào Nguyệt cùng U Lan, cùng mấy cái khác thánh tử thánh nữ do dự chốc lát, cũng rốt cục xuất thủ. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến một chút thánh tử thánh nữ cấp bậc nhân vật sẽ còn xuất thủ, bất quá suy nghĩ một chút hắn liền bình thường trở lại, bản thân đem bọn hắn ép. Nếu như không giết chết bản thân, bọn họ thánh tử thánh nữ vị trí, đoán chừng đều chưa chắc có thể giữ được. Nghĩ vậy,
Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, cái này độ, vẫn là quá khó khăn nắm chắc. Cùng lúc đó, chân hắn giẫm thời không na di thiểm, cực tốc lui lại, thật muốn giết thánh tử thánh nữ cấp bậc nhân vật, vẫn là rất khó khăn. Hơn nữa, bọn họ trên người còn vô cùng có khả năng có được thiên tôn pháp thân, nếu là đem cái kia pháp thân bước đi ra, vậy bọn hắn đều phải xui xẻo. Phải biết, thần chiến cổ địa quy tắc, có thể là không cho phép thiên tôn cường giả khí tức xuất hiện, dù chỉ là pháp thân. Bất quá Tiêu Phàm có một chút hoài nghi, chấn thế đồng quan cấp bậc, tổng không nên thấp hơn thiên tôn A, vì sao lấy ra chấn thế đồng quan, đối mảnh không gian này không có ảnh hưởng gì đây. Thình thịch, Tiêu Phàm bị mấy đạo công kích đánh trúng, trong miệng phun máu không ngừng, vô thượng kim thân bị đánh nát, máu tươi vẩy ra. Nha, những người này thật điên. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng những người này dọa cho sợ rồi đây, liền xuất thủ cũng không dám. Không nghĩ tới bọn họ chỉ là đang thăm dò bản thân sâu cạn, hiện tại, 7-8 vị thánh tử thánh nữ đồng thời xuất thủ, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chỉ có một cái suy nghĩ, trước giết ra một đường máu, tránh đầu gió. Những người này liên hợp lại cùng nhau, đừng nói hắn một cái thượng phẩm thánh tôn, đoán chừng trung phẩm nguyên tôn, thậm chí thượng phẩm nguyên tôn, đều phải ngỏm tại đây. Mắt thấy trên người mình thương thế càng ngày càng nặng, Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh, vừa mới chuẩn bị lấy ra chấn thế đồng quan. Nhưng mà, tiểu gia đến, đột nhiên, chân trời cười to một tiếng truyền đến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xông vào chiến trường, một chuôi huyết sắc tế kiếm đại sát tứ phương, hai tôn dị ma trực tiếp bị hắn phân thây. Tà Vũ, Tiêu Phàm kiến thức đến Tà Vũ thực lực, cũng là hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Hắn vốn cho là muốn một mình dục huyết phấn chiến, không nghĩ tới còn có người cùng hắn kề vai chiến đấu. Ngươi giết thống khoái, để cho ta cũng nóng người. Tà Vũ nhe răng cười một tiếng, trực tiếp nhắm nguyên cổ cùng thiên giao mấy người, thần thái dị thường bá đạo, tùy tiện. Tiểu tử, trang bức là muốn người chết. Nguyên cổ thánh tử cực kỳ khinh thường, một cái Tiêu Phàm áp chính bọn họ thở không nổi thì cũng thôi đi. Hiện tại lại tới một cái trang bức, cái này khiến hắn làm sao không giận. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới thái nhất thánh giới nguyên thế gia vọng tộc, đã quên đi ta tồn tại. Tà Vũ thở thật dài một cái. Sau một khắc, ngữ khí của hắn bỗng lạnh lẽo, đồng thời, khí thế trên người cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là để Tiêu Phàm kinh ngạc là, quanh người hắn cũng không phải là huyết khí ngập trời, mà là ma khí cuồn cuộn. Đây quả thật là Tà Vũ. Tiêu Phàm cau mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tà Vũ, hắn luôn cảm giác, thời khắc này Tà Vũ cùng bình thường khác biệt, ít đi một phần tà dị, nhiều hơn mấy phần bá đạo, mấy phần hung lệ. Dị ma nhìn thấy Tà Vũ trạng thái, cũng nhíu mày. Nhất là nguyên cổ cùng thiên giao mấy người, dường như nhớ ra cái gì đó, nhưng là lại không cách nào vững tin. Tà Vũ mà nói, càng là để mấy người cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Giết hắn, nguyên cổ lấy lại tinh thần, gầm thét một tiếng, dẫn đầu đánh về phía Tiêu Phàm. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm, về phần Tà Vũ, hoàn toàn không có bị hắn làm sao để ở trong lòng, thậm chí trong lòng hắn thuộc về loại kia tiện tay cũng có thể diệt hết người. Lan, nhưng mà, không đợi hắn phóng ra bước chân, Tà Vũ liền đã ngăn tại trước người hắn, một quyền nổ tung mà ra, không nhìn thẳng nguyên cổ trong tay lượng thiên xích. Nguyên cổ bị Tà Vũ cường thế cho dọa cho phát sợ, vội vàng lại gia tăng mấy phần khí lực. Oanh, nắm đấm cùng lượng thiên xích đụng vào nhau, hư không nhấc lên một trận kinh khủng cuồng phong, giống như lợi nhận một dạng rảo sát lấy tứ phương. Rất nhiều người đã không mở mắt ra được, bị cỗ kia khí lãng đánh bay hơn 10 dặm. Chỉ là, làm khí lãng khôi phục lại bình tĩnh về sau, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình một dạng. Cái này, làm sao có thể, có người run rẩy mở miệng, con người kịch liệt co rút lại. Nguyên cổ thánh tử bại, lại có người nói. Nơi xa, chỉ thấy nguyên cổ thánh khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, nắm lấy lượng thiên xích tay phải run rẩy kịch liệt lấy, liền thân hình đều có chút lay động. Trái lại Tà Vũ, quanh thân ma khí ngập trời, giống như một tôn cái thế ma tôn, hoàn toàn cái dám sự tình đều không có. Cái kia hắc sắc ma khí bên trong, lộ ra một đôi ánh mắt đỏ thắm, càng là khiếp người hết sức. Ngươi là ai? Nguyên cổ mặt âm trầm,
Chẳng biết tại sao, đối mặt Tà Vũ, hắn cảm giác so đối mặt Tiêu Phàm còn kinh khủng hơn. Thế hệ này thiên hoang tu sĩ, ra hai cái yêu nghiệt a. Có chút dị ma trong lòng không hiểu tim đập nhanh. Tà Vũ ánh mắt u lãnh, căn bản không có phản ứng nguyên cổ, mà là chân đạp hư không xông tới, cuồn cuộn ma khí quét sạch hư không, ngưng tụ thành một đạo mấy trăm trượng cự ma. Cự ma đưa tay một bàn tay hung hăng đập xuống mà xuống, dường như muốn đem thiên địa chấn vỡ, một kích này, tuyệt đối đủ để đánh giết hạ phẩm nguyên tôn. Nguyên cổ thánh tử đã mất đi chính diện giao phong dũng khí, vội vàng hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, hắn phát hiện, bản thân thật giống như bị một cỗ lực lượng trói buộc, tốc độ chậm không ít. Cự ma bàn tay, hung hăng đập vào nguyên cổ trên người, hắn thân thể một cái lảo đảo, trọng trọng đập ở phía dưới trong lòng núi, bụi bặm đầy trời. A nguyên cổ thánh tử hét giận dữ không thôi. Một màn này, biết bao tương tự, trước đây không lâu, hắn không phải cũng bị Tiêu Phàm đánh xuống lòng đất sao. Bây giờ lại tới một lần. Vì sao luôn luôn ta? Nguyên cổ không hiểu, hắn từ phế tích xông ra, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn lên trời giao cùng Tà Nguyệt đám người nói, các ngươi muốn ta xung phong, bản thân lại không xuất lực. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Dứt lời, nguyên cổ hất lên áo bào, quay người liền chuẩn bị rời đi, tựa như vừa rồi mất mặt cũng không phải chính hắn. Không thể không nói, hắn nghĩ rời đi. Cho dù là Tiêu Phàm cùng Tà Vũ cũng chưa chắc lưu được ngụ hắn. Thiên Giao cùng Tà Nguyệt người tới nhìn nhau, mấy tức về sau, Thiên Giao nói, chúng ta ba người giết hắn, U Lan, mấy người các ngươi giết Tiêu Phàm. Tốt, đám người gật gật đầu, nguyên cổ nếu là thật rời đi, lấy Tiêu Phàm cùng Tà Vũ biến thái thực lực, tiếp xuống tuyệt đối là cơn ác mộng của bọn hắn. Hiện tại Tiêu Phàm bị thương, Tà Vũ chỉ có một người, tuyệt đối là tốt nhất giết chết cơ hội của bọn họ. Một khi bỏ lỡ liền không có. Tiêu Phàm, còn chịu nổi sao? Tà Vũ cũng không quay đầu lại nói, lạnh lùng con ngươi xuyên suốt ra khát máu quang mang, sâu kín hướng về nguyên cổ bọn họ. Không chết được, Tiêu Phàm hờ hững nói. Hắn không biết Tà Vũ trên người xảy ra chuyện gì, nhưng là ẩn ẩn cảm giác, thời khắc này Tà Vũ, tuyệt đối là kinh khủng nhất. Hô hô, lúc này, Thiên Giao bọn họ cũng rốt cục xuất thủ. Hơn nữa còn là các đại thánh tử thánh nữ tự mình xuất thủ, hơn 100 cái dị ma thủ hộ tứ phương, không cho Tiêu Phàm cùng Tà Vũ cơ hội chạy trốn. Vậy liền giết long trời lỡ đất a, ta ngược lại muốn xem, thánh tử thánh nữ đến cùng có thể hay không giết. Tà Vũ nhe răng cười một tiếng, ánh mắt lần nữa tập trung vào nguyên cổ. Nguyên cổ nheo mắt, lần này người giết người có 3 cái a, vì sao lại muốn chọn ta? Thiên Giao cùng Tà Nguyệt thấy thế. Ngược lại yên tâm không ít, bọn họ chỉ cần công kích Tà Vũ là được rồi, dù sao Tà Vũ cũng chỉ lại đối phó nguyên cổ. Một chỗ khác, Tiêu Phàm lại là một mình đối mặt 6 đại thánh tử thánh nữ, áp lực so Tà Vũ còn tốt đẹp hơn mấy lần, trừ bỏ Ngọc Lang thánh tử bị hắn vây ở thể nội thế giới bên ngoài, mặt khác tất cả thánh tử thánh nữ cơ hồ đều đến đông đủ. Bất quá, Tiêu Phàm khuôn mặt bình tĩnh, cũng không có nửa điểm e ngại, dù cho hắn giờ phút này máu me đầm đìa. Thụ thương thảm trọng. Giết, 6 đại thánh tử thánh nữ đồng thời xuất thủ, hủy diệt tính công kích bao phủ lại Tiêu Phàm, Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, 6 người này, cũng không phải thông thường dị ma, mà là dị ma thiên tài bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Chân hắn dẫm thời không na di thiểm xông ra, đồng thời trong nháy mắt thôi động toàn bộ hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, tập trung vào trong đó một cái dị ma thánh tử. Phốc suy một tiếng. Chỉ thấy cái kia thánh tử bị Tiêu Phàm sinh sinh chém thành hai nửa, bất quá vẻn vẹn mấy tức về sau liền khôi phục bình thường. Tiêu Phàm híp hai mắt, vội vàng lấy ra một khỏa thần đan nuốt vào, khôi phục nhanh chóng bản nguyên chi lực. Hắn biết rõ, những cái này thánh tử thánh nữ rất khó giết, nhưng không nghĩ tới, bản thân một kích toàn lực đem hắn chém thành hai nửa, lại còn là không chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi thần đan có thể chống bao lâu. U Lan thánh nữ lạnh rên một tiếng, các nàng trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng nóng rực. Loại này trong nháy mắt khôi phục bản nguyên chi lực thần đan, dù cho ở thái nhất thánh giới, cũng là đầy đủ tôn quý, có thể ra hỏa này lại cùng ăn kẹo đậu đồng dạng, cái này khiến bọn họ làm sao cân bằng. Phải biết, bọn họ thế nhưng là thánh tử thánh nữ a, Tiêu Phàm chẳng qua là một cái thiên hoang run dế mà thôi. A cũng liền tại bọn hắn mấy người chuẩn bị động thủ thời khắc.
nơi xa lại truyền tới một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy Tà Vũ một kiếm xuyên qua Tà Nguyệt mi tâm, Tà Nguyệt trên mặt lộ ra thống khổ. Ngươi có phải hay không rất muốn thôi động thiên tôn pháp thân? Tà Vũ tà tà cười một tiếng, nói, đáng tiếc, ngươi làm không được đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ta ứng phó nguyên cổ, là muốn giết hắn sao? Ngươi sai, ta ngay từ đầu mục tiêu chính là ngươi, chỉ có ngươi buông lỏng phòng bị thời điểm, ta mới có thể chạm ngươi. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết nhược điểm của ta? Tà Nguyệt trong mắt tràn đầy không cam lòng, dừng một chút, lại lạnh giọng nói, cho dù ta không thể động đậy, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta sao? Quên nói cho ngươi, ta có cái ngoại hiệu gọi thần ma tử. Tà Vũ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi cảm thấy, có dám giết ngươi hay không đây? Phốc, không đợi Tà Nguyệt trả lời, Tà Vũ trực tiếp một kiếm xoắn nát hắn linh hồn cùng nhục thân. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, một đạo kim sắc quang mang từ Tà Nguyệt mi tâm nở rộ mà ra, sau đó bị Tà Vũ nắm trong tay. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chiến đấu tất cả đều trong nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tà Vũ. Tà Nguyệt thánh tử chết, tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ đến, hắn vậy mà lại chết ở thiên hoang tu sĩ trong tay. Theo bọn hắn nghĩ, thiên hoang mới là bọn họ tàn sát đối tượng. Nhưng lúc này đây táng tổ thiên mộ tư cách tranh đoạt tái, lại là trái ngược, bọn họ dị ma mới là bị tàn sát đối tượng. Chẳng lẽ thiên hoang người không biết, bọn họ những cái này thánh tử thánh nữ đại biểu cho cái gì sao? Không, bọn họ biết rõ, cho nên Tiêu Phàm chỉ dám giết mặt khác dị ma, cũng không dám giết bọn hắn những cái này thánh tử thánh nữ. Về phần Tà Vũ, vừa bắt đầu bọn họ có lẽ còn cho rằng Tà Vũ không dám giết bọn họ, nhưng là... Làm Tà Vũ nói ra câu nói này thời điểm, bọn họ liền không cho là như vậy. Thần ma tử, hắn là mấy chục vạn năm trước thần ma tử. Thần ma tử không phải chết ở thần ma táng thổ sao, làm sao có thể còn sống? Không đúng, từ trên người hắn tán phát khí tức đến xem, hắn hẳn là cùng thần ma tử có quan hệ, đi, đi mau. Dị ma nghe được Tà Vũ câu nói kia, tất cả đều trở nên hoảng loạn lên. Dù cho thánh tử thánh nữ. Cũng không còn bình tĩnh nữa, nhìn về phía Tà Vũ ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Có chút thánh tử thánh nữ, càng là không cần nghĩ tới, mang theo mình người xoay người chạy, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình một dạng. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem một màn này, trợn to hai mắt, trong miệng lộp bộp đọc lên mấy chữ thần ma tử. Vạn tộc thí luyện cổ lộ người thứ nhất, thập quan vương thần ma tử. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế không bình tĩnh. Từ tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ về sau, hắn liền không chỉ một lần hai lần nghe được cái này danh tự, thậm chí cái tên này đều nghe ra vết chai. Chỉ có về sau phi tiên thánh cảnh, hắn mới thấy được thần ma tử, chỉ là thần ma tử đeo mặt nạ, hắn không biết khuôn mặt. Nhưng mà, phi tiên thánh cảnh về sau, thần ma tử lại tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, lúc này, Tà Vũ lại xông ra. Lúc ấy Tiêu Phàm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì Tà Vũ nói cho hắn, hắn tiến nhập phi tiên thánh cảnh, Tiêu Phàm vẫn cho là Tà Vũ giấu ở phi tiên thánh cảnh cái góc nào. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tà Vũ chính là thần ma tử, cái kia ép tới thái cổ thần giới mấy chục vạn năm, vô số thiên kiêu không thở nổi nhân vật. Nói cách khác, lúc trước lấy được hỗn độn nguyên thú một đạo khác không gian bản nguyên lực, chính là Tà Vũ. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem Tà Vũ. Thế nhưng là, thần ma tử không phải mấy chục vạn năm trước đoạt được vạn tộc thiên tài bảng thập quan nhân vật sao? Lúc kia, hắn liền đã trấn áp vô số thiên kiêu, vì sao lại sẽ bái tà thần vi sư đây? Phải biết, tà thần ở thái cổ thần giới, cũng chẳng qua là vạn năm trước đó mới lộ ra tên mà thôi, bàn về số tuổi, hắn còn chưa hẳn có Tà Vũ lớn đây. Huống chi, lấy Tà Vũ ngạo khí, hắn cũng không nên bái tà thần vi sư mới đúng a. Không đúng, tà thần ở chiến hồn đại lục vạn năm trước mới xuất hiện, cũng thì tương đương với thái cổ thần giới 10 năm trước mới tồn tại, về thời gian lại không khớp. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong đầu hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Càng nghĩ, Tiêu Phàm cũng không có đạt được một cái hài lòng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bốn phía dị ma sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cũng biết, thần ma tử cái tên này phân lượng. Chỉ chốc lát sau, Tà Vũ trên người ma khí biến mất, lại biến thành bộ dáng lúc trước. Tiêu Phàm,
chúng ta đi mau. Tà Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người, không nói cho hắn cơ hội, lách mình hướng về chân trời lao đi. Tà Vũ, Tiêu Phàm không chút do dự đi theo, nhịn không được hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi là muốn hỏi, vì sao tuổi của ta so với ta sư tôn còn lớn hơn, lấy cách làm người của ta, không nên bái một cái hậu bối vi sư đúng không? Tà Vũ liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, cười híp mắt nói. Tiêu Phàm ngược lại là không thể không biết lúng túng, mà là nghiêm túc gật đầu. Đầu tiên, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, sư tôn là thái cổ thần giới vạn năm trước người. Tà Vũ trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Không đúng, ta ở tiểu thế giới kia thời điểm, vạn năm trước đó liền nghe nói hắn đi qua, tiểu thế giới kia cùng thái cổ thần giới tốc độ thời gian trôi qua so là 1.001. Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Ta biết ngươi nói tiểu thế giới kia. Tà Vũ cười cười nói, là tu la tổ ma tàn phá thể nội thế giới một bộ phận, sư tôn đã nói với ta. À, Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Sư tôn ta vạn năm trước mới xuất hiện ở thái cổ thần giới, cùng hắn xuất hiện ở ngươi nói tiểu thế giới kia vạn năm trước, có vẻ như không mâu thuẫn gì à. Tà Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nói cách khác, ta ở chiến hồn đại lục thời điểm. Tà thần đã ở thái cổ thần giới, hơn nữa ở thái cổ thần giới thời gian tiết điểm, mấy chục năm trước đi qua chiến hồn đại lục. Thông minh, Tà Vũ vỗ tay phát ra tiếng, hắn không chỉ đi qua tu la tổ ma thế giới, còn đi qua mặt khác một chút lão quái vật thế giới. Tiêu Phàm cau mày, hướng về Tà Vũ, trầm giọng nói, Tà Vũ, tà thần sẽ không có được xuyên qua thời không năng lực a. Đây là Tiêu Phàm duy nhất nghĩ đến có thể giải thích tà thần vạn năm trước đi qua chiến hồn đại lục đáp án. Tà Vũ nhún nhún vai, nói ta cũng không biết, bất quá khả năng này rất lớn. Tiêu Phàm hồ nghi nhìn xem Tà Vũ, luôn cảm giác gia hỏa này không có nói thật. Bất quá, nếu như tà thần thật có được xuyên qua thời không năng lực, vậy cũng quá kinh khủng, mấu chốt là, hắn vượt qua thời không, còn có thể cải biến tương lai một ít chuyện. Ngươi nói. Nếu như tà thần có thể vượt qua thời không, cái kia có thể hay không ở khác người rất yếu ớt thời điểm, giết chết địch nhân. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt kinh ngạc nói. Cái này ta không biết, chẳng qua nếu như thật có thể vượt qua thời không, đôi kia bản thân khẳng định cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Tà Vũ lắc đầu, chờ chúng ta đạt tới cảnh giới kia, liền có thể biết. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, so với tà thần bọn họ cảnh giới kia. Hiện tại bọn hắn vẫn là lộ ra quá yếu. Đúng rồi, ngươi làm sao trở thành thần ma tử? Còn có, ngươi cái kia thần ma tử xưng hào lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Tà Vũ, nhịn không được hỏi. Ta vốn chính là thần ma tử a. Tà Vũ nhún nhún vai nói, tình huống này tương đối đặc thù, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ, bất quá, dị ma đều tưởng rằng ta chết ở thần ma táng thổ. Dừng một chút. Tà Vũ lại nói, về phần vì sao sợ ta, là bởi vì ta ở kiếp trước, đã từng đả thương nặng bọn họ một cái thiên tôn, giết mấy cái pháp tôn. Thiên tôn, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, Tà Vũ đã từng đạt tới hôm khác tôn tu vi, hơn nữa còn giết không ít pháp tôn. Thực lực cường đại như vậy, hắn lại còn dám làm lại lần nữa, bậc này nghị lực, xa phi thường người có thể so sánh. Ở kiếp trước, Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ thế gian thật có luân hồi? Có, Tà Vũ khẳng định gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, đương nhiên, cũng không tính là luân hồi, nhưng là, chỉ cần chân linh bất diệt, thì có cứu sống khả năng. Sớm tại mấy chục vạn năm trước, ta liền phải chết, là sư tôn đã cứu ta, ở kiếp trước ta ở thần ma táng thổ huyên náo động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng cũng là sư tôn giúp một chút, để cho ta sống tiếp được. Tiêu Phàm cảm nhận được Tà Vũ trong mắt vẻ kính sợ. Trong lòng đối tà thần cũng càng thêm tò mò. Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua tà thần, nhưng vẫn nghe nói lấy tà thần truyền thuyết. Hơn nữa, theo hắn trở nên càng ngày càng mạnh, tà thần ngược lại càng ngày càng thần bí. Tốt rồi, đoạn thời gian trước ta không phải đã nói với ngươi sao, chờ khoảng thời gian này đi qua về sau, ngươi theo ta đi một chuyến tà thần cổ vực. Tà Vũ vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói. Chờ chút, không đúng. Ngươi tất nhiên có thể giết chết thiên tôn, lại làm sao có thể còn lưu tại thái cổ thần giới, trở thành thập quan vương. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, cổ quái nhìn xem Tà Vũ nói, ngươi sẽ không khoác lác à. Khụ khụ, Tà Vũ vội ho một tiếng. Tiêu Phàm còn muốn truy vấn,
Lúc này, nơi xa bay tới hai đạo bóng người, lại là Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách. Tiêu Phàm, các ngươi không có sao chứ? Trúc Hồng Tuyết vẻ mặt lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người, bất quá hắn ánh mắt càng nhiều hơn chính là rơi vào Tà Vũ trên người. Tiêu Phàm cười thầm một tiếng, hai người này, quả nhiên là có gian tình. Tiêu Phàm, những người kia bây giờ bị ta uy danh dọa lui. Nói đến đây, Tà Vũ vội vàng nói tránh đi, vậy kế tiếp làm cái gì? Tà Nguyệt Thánh Tử bị ngươi giết chết, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Tiêu Phàm lại là híp híp hai mắt, sát tâm nổi lên. Ngươi xác định, Tà Vũ bị Tiêu Phàm khí thế cho dọa cho phát sợ, ngươi phải biết, trước đó là bởi vì ta giết Tà Nguyệt Thánh Tử, sau đó trước kia điểm này phá sự hù dọa bọn họ, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chỉ sợ là càng muốn giết chúng ta. Ta xác định, nói chuyện thời điểm, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một bóng người thoáng hiện, lại là Tiêu Phàm cứu cái kia thiên hoang tu sĩ, ngươi có thể đi. Ta được cứu, tu sĩ kia một bộ chết rồi quãng đời còn lại bộ dáng, kinh hỉ vạn phần, cũng không lo được cảm kích Tiêu Phàm, quay người liền hướng về chân trời lao đi. Vong ân phụ nghĩa, liền cái tạ ơn lời không biết nói sao. Tà Vũ thấp giọng mắng một tiếng. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm lại phất phất tay. Một bóng người thoáng hiện, Tà Vũ đám người tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng. Trúc Hồng Tuyết càng là nhìn không được kinh hô mà ra, Ngọc Lang Thánh Tử. Không sai, đứng ở Tiêu Phàm trước người bọn họ không phải người khác, chính là Ngọc Lang Thánh Tử. Ngọc Lang, người có thể nghĩ thông suốt, Tiêu Phàm lại là nhìn chăm chú Ngọc Lang Thánh Tử, trầm giọng hỏi. Người yên tâm, người cứu ta một mạng, đáp ứng người sự tình, ta sẽ làm đến. Ngọc Lang Thánh Tử gật gật đầu, trong mắt bắn ra hàn mang, huống hồ, nguyên cổ cùng thiên giao bọn họ muốn giết ta, ta cũng sẽ giết bọn hắn báo thù. Như thế tốt lắm, Tiêu Phàm gật gật đầu, ngay sau đó lấy ra một mai ký ức thủy tinh, nói, bên trong ghi chép ngày đó bọn họ giết ngươi sự tình, ta chỉ cần ngươi cô lập nguyên cổ, thiên giao cùng U Lan ba người bọn hắn, ngươi ta ân oán, liền xóa bỏ, về sau nhìn thấy, vẫn là địch nhân. Tốt, Ngọc Lang Thánh Tử tiếp nhận ký ức thủy tinh, lách mình tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm, người vậy mà cùng dị ma hợp tác, thẳng đến Ngọc Lang Thánh Tử biến mất ở chân trời, Trúc Hồng Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Có gì không thể, Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt nói, có chút thiên hoang tu sĩ, so dị ma còn muốn đáng hận nhiều, huống hồ, ta theo Ngọc Lang hợp tác, đối phó cũng là dị ma, không phải thiên hoang tu sĩ. Tà Vũ cho Trúc Hồng Tuyết liếc mắt ra hiệu, Trúc Hồng Tuyết cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Phàm nói lời nói không có sai, hắn làm như thế, chẳng qua là muốn giết dị ma mà thôi, cũng không có tai họa thiên hoang tu sĩ, lại có cái gì không được đây. Tiêu Phàm, cái này Ngọc Lang chưa hẳn có thể tin a. Khương Ách có chút lo lắng nói. Ta lại không có tin tưởng hắn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhưng trong lòng bổ sung một câu, nói, hắn hôn mê thời điểm. Thân thể đã không phải là hoàn toàn thụ hắn trưởng khống. Còn có hai tháng sau cùng thời gian, dị ma chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, ta trước khôi phục thương thế, hồi đầu lại làm một vố lớn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Lần này, Tiêu Phàm độc chiến gần 100 dị ma, có thể sống sót đã coi như là kỳ tích. Hiện tại, hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tốt ở trên người hắn thần đan không ít, bằng không mà nói, một hai tháng. Có thể chưa chắc có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chẳng lẽ tiếp tục săn giết dị ma? Tà Vũ hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, dị ma đã trải qua những chuyện này, khẳng định cũng học tinh, làm sao có thể hành động đơn độc, cho bọn hắn săn giết cơ hội đây? Một lần này, đến phiên chúng ta tới chắn bọn họ. Trầm ngâm mấy tức, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, tà tà cười nói. Chắn bọn họ, Tà Vũ mấy người giật mình. Bị Tiêu Phàm cái này đáng sợ ý nghĩ cho khiếp sợ đến. Bọn họ chỉ có 4 người a, dựa vào cái gì đến chắn mấy trăm dị ma. Huống chi, Tà Vũ giết Tà Nguyệt Thánh Tử, nhưng ai cướp đoạt đến 12 mai lệnh bài, tăng thêm phía trước 16 mai, hiện trên người bọn hắn lệnh bài, nhiều đến 28 mai. Phải biết, tiến vào thần chiến cổ địa đội ngũ, tổng cộng cũng chỉ có 130 thập nhị chi, Tiêu Phàm bọn họ đã vượt qua 1/5. Bất kể như thế nào, táng tổ thiên mộ danh ngạch, có 4 người bọn họ. Nếu là đổi lại người khác, bảo thủ nhất quyết định, tất nhiên là chờ thời hạn nửa năm đến,
đến lúc đó mang theo 28 mai lệnh bài lặng yên rời đi thần chiến cổ địa. Mà sẽ không cùng Tiêu Phàm một dạng, bốc lên bị dị ma bị giết nguy hiểm, đi đánh giết dị ma. Chúng ta bốn người, chống đỡ được sao? Khương Ách cũng lo lắng nói. Không phải còn có 2 tháng sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đã trải qua chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ trong lúc nhất thời không sẽ cùng ta theo Tà Vũ là địch. 2 tháng này, ta liền quang minh chính đại trấn thủ thần chiến cổ địa cửa vào, xem bọn hắn có dám tới hay không. Tà Vũ mấy người 10 điểm im lặng, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm không sợ trời không sợ đất, nhưng lần này, chơi so trước đó cái kia mấy lần còn muốn lớn hơn. Một khi bọn họ ngăn chặn cửa vào không nhường người rời đi, đến lúc đó, những cái này dị ma nhất định sẽ điên cuồng mà trùng kích bọn họ, dù sao, cửa vào chỉ sẽ mở ra thời gian 1 ngày. 1 ngày sau đó, muốn một lần nữa mở ra cửa ra vào, tốn hao đại giới ít nhất là gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Hơn nữa, tất cả không tới kịp rời đi thần chiến cổ địa người, đều sẽ phán định là thất bại, cái này thì tương đương với đã mất đi tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách. Tiêu Phàm nếu như đem tất cả dị ma đều ngăn tại thần chiến cổ địa bên trong, thì tương đương với hủy bỏ tất cả dị ma tư cách, dị ma cao tầng đều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tốt, ta liền bồi ngươi điên một cái, cùng lắm thì rời đi về sau, ta lập tức trở về thái cổ thần giới. Tà Vũ hít sâu một cái nói. Vừa vặn một đường, ta cũng chuẩn bị đi trở về một chuyến. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Các ngươi không định tiến vào táng tổ thiên mộ sao? Trúc Hồng Tuyết kinh ngạc nhìn 2 người, nàng có chút không hiểu. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ liều mạng như vậy, đều đã làm xong đường chạy chuẩn bị, liền táng tổ thiên mộ cũng không nghĩ vào, lại là vì cái gì đây? Quay đầu ta để sư tôn mang bọn ta đi. Tà Vũ cười nhạt một cái nói. Tiêu Phàm không còn gì để nói, đúng vậy à, Tà Vũ còn có một cái sư tôn, bản thân lại có gì đây? Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có lùi bước ý tứ, những cái này dị ma, hắn chắn định. Tiếp xuống 2 tháng, Tiêu Phàm một mực dùng thần đan chữa thương, đồng thời, cũng lĩnh hội tu la sát lục bản nguyên chi lực. Cùng lúc đó, Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách mấy người cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Tất nhiên muốn chắn giết dị ma. Vậy bọn hắn tất nhiên cũng phải làm tốt chuẩn bị chu đáo. Thời gian chậm rãi sói mòn. 2 tháng, đối với tất cả mọi người mà nói, đều cực kỳ chậm chạp. Thiên hoàng tu sĩ như thế, bởi vì bọn hắn khắp nơi tránh né, để tránh bị dị ma đổ sát. Chỉ có số ít 1-2 đội ngũ, còn có thể cùng dị ma quần nhau bên ngoài, mặt khác đội ngũ, 2 tháng sau cùng thời gian cơ hồ đều là trốn. Đồng dạng. Dị ma cũng là cực kỳ dày vò, Tiêu Phàm trận chiến kia, chiến chính bọn họ lòng người bàng hoàng. Nhất là Tà Vũ một cái tên khác thần ma tử xuất hiện, càng là cơn ác mộng của bọn hắn một dạng. Đến mức, 2 tháng qua này, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ một mực trấn thủ thần chiến cổ địa lối vào, dị ma cũng không dám quấy rối. Bất quá, theo thời gian gần sát, bọn họ cũng đang hướng về cửa vào tới gần, chỉ bất quá còn không có động thủ mà thôi. Tiêu Phàm cùng thần ma tử còn ở cửa ra vào, chẳng lẽ mấy người bọn họ còn muốn đem chúng ta ngăn ở thần chiến cổ địa hay sao? Thực sự là chuyện cười lớn, chỉ bằng 4 người bọn họ, cũng chắn được chúng ta hơn 300 người. Đừng nói bọn họ, coi như tất cả thiên hoang tu sĩ cộng lại, cũng không đủ. Hiện tại không cần thiết xuất thủ, chờ thần chiến cổ địa cửa vào mở ra, đến lúc đó xung phong một cái, trực tiếp dây bọn họ cũng được. Một đám dị ma rất xa nhìn chăm chú lên thần chiến cổ địa cửa vào vị trí, trong mắt lấp lóe lấy hàn mang, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường. Nơi đó, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ 2 người ngồi xếp bằng, dòng dã 2 tháng, cũng không động mảy may. Nhưng chính là như thế, một đám dị ma quả thực là không dám tới gần mảy may, lần trước bọn họ bị Tiêu Phàm giết sợ. Một mảnh khác sơn lâm bên trong, thiên hoàng tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Ngắm nhìn xa xa Tiêu Phàm cùng Tà Vũ 2 người, cau mày. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ muốn làm gì? Sẽ không nói cho ta, là muốn ngăn chặn cửa vào a? Băng Diệt Phong nhíu mày, đáng chết, bọn họ dạng này sẽ hại chết chúng ta. Chính là, một khi cửa ra vào mở ra, dị ma nhất định sẽ xuất thủ, đến lúc đó giết bọn hắn, giữ vững cửa ra, chúng ta làm sao rời đi? Băng Diệt Thủy cũng phụ họa nói. Một bên mấy người quái dị nhìn xem Băng Diệt Phong cùng Băng Diệt Thủy huynh đệ, Phong Lưu Vân có chút khó chịu nói,
lần trước là ai cứu các ngươi, chẳng lẽ các ngươi đã quên rồi sao? Là Tiêu Phàm đã cứu chúng ta, bất quá. Băng Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, nguyên bản là hắn hại chúng ta, cứu chúng ta chẳng lẽ không phải sao? Chiếu ngươi nói như vậy, Tiêu Phàm không giết dị ma còn có thể cùng ngươi làm huynh đệ hay sao? Cách đó không xa một cái đeo mặt nạ nam tử lạnh như băng nhìn xem Băng Diệp Phong nói. Mắt thấy thần chiến cổ địa cửa ra vào sắp mở ra, thiên hoàng tất cả mọi người cũng tạm thời ôm thành một đoàn. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có cơ hội còn sống rời đi thần chiến cổ địa. Hừ, lần trước Tiêu Phàm cứu các ngươi một mạng, các ngươi đương nhiên nói đỡ cho hắn. Băng Diệp Phong tự biết nói không lại những người này, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Những người khác trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn cắt đứt mọi người suy nghĩ, chỉ thấy một vệt sáng từ cửu tiêu phía trên đáp xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở thần chiến cổ địa cửa vào trên không. Ngay sau đó, lưu quang biến mất, một cánh cửa ánh sáng hiện lên, một cỗ quen thuộc khí tức từ bên trong cuốn tới. Đã đến giờ, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, thiên hoàng tu sĩ càng là không chút do dự xông tới. Bọn họ nhất định phải nắm chặt thời cơ, làm dị ma còn không có lấy lại tinh thần, rời đi nơi đây. Bằng không mà nói, bọn họ tuyệt đối lại không bất cứ hy vọng nào. Mọi người tốc độ rất nhanh, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, liền đi tới thần chiến cổ địa cửa vào. Nhưng mà lúc này, dị ma một phương cũng không ít người đồng thời đuổi tới, người cầm đầu, như trước vẫn là nguyên cổ thánh tử. Chỉ thấy trong tay hắn lượng thiên xích bỗng nhiên vung lên. Hư không lập tức xuất hiện một đạo thời không liệt phùng, đem tất cả thiên hoang tu sĩ tất cả đều chống đối bên ngoài. Nguyên cổ thánh tử, người muốn giết Tiêu Phàm, cứ việc giết cũng được, vì sao muốn chắn chúng ta? Băng Diệp Phong hét lớn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên cổ thánh tử, ta huynh đệ hai người, chưa bao giờ đối ngươi người xuất thủ, người muốn tìm Tiêu Phàm báo thù, giết hắn là được, chúng ta cùng hắn không phải cùng một bọn. Băng Diệp Thủy cũng kêu lớn nói. Thiên hoàng tu sĩ nghe vậy, tất cả đều vẻ mặt chán ghét nhìn xem Băng Diệp Phong cùng Băng Diệp Thủy huynh đệ. Dù cho đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh hai người cũng có chút nhìn không được, người nha, thiên hoàng cùng Thái Nhất Thánh Giới, vốn chính là kẻ địch trời sinh. Băng Diệp Phong cùng Băng Diệp Thủy vậy mà cầu xin đối phương buông tha hắn, đây không phải khôi hài sao. Chủ yếu nhất là, lúc này, lại còn muốn mượn tay của đối phương giết Tiêu Phàm. Mà không phải đồng tâm hiệp lực ứng đối cửa này, cái này băng ra hai huynh đệ, căn bản chính là đầu có bệnh. Rác rưởi, Trúc Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn xem băng ra huynh đệ, nổi giận nói. Ha ha, chúng ta là rác rưởi lại như thế nào, các ngươi sống không nổi, nhưng chúng ta lại có thể còn sống rời đi thần chiến cổ địa. Băng Diệp Phong không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh, vẻ mặt đắc ý nói. Chính là... Băng Diệp Thủy cũng liền bận bịu phụ họa nói, các ngươi cùng Thái Nhất Thánh Giới ân oán, chúng ta chưa bao giờ tham dự, đối phương cũng không tất yếu giết chúng ta. Thiên Hoàng tu sĩ vẻ mặt tức giận nhìn xem cái này đối vô sỉ huynh đệ, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ lại là trầm mặc không nói, ngược lại lộ ra một tia vẻ đăm chiêu. Bỏ qua cho bọn ngươi có thể, Nguyên Cổ Lạnh mở miệng cười, gần 100 dị ma xông tới, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Vậy thì cảm ơn Nguyên Cổ Thánh Tử. Băng gia huynh đệ trên mặt vui vẻ, quay người liền chuẩn bị đi về phía cửa ra, nhìn cách đó không xa đứng ở truyền tống quang môn trước mặt Tiêu Phàm, nổi giận nói, Tiêu Phàm, cháu ngoan không cản đường, hôm nay xem ở cùng là thiên hoang tu sĩ phân thượng, không làm khó ngươi, ngươi tự mình giải quyết ân oán lại nói. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, cứ như vậy lẳng lặng nhìn băng gia huynh đệ, như nhìn hai cái giống như kẻ ngu. Bản thánh tử bỏ qua cho bọn ngươi có thể, bất quá. Lúc này, nguyên cổ thanh âm tiếp tục vang lên, đem lệnh bài giao ra, các ngươi liền có thể đi. Giao ra lệnh bài, Băng Diệp Phong cùng Băng Diệp Thủy hai người đồng thời sững sờ, mồ hôi lạnh chảy dài, Băng Diệp Phong cười làm lành nói, nguyên cổ thánh tử nói đùa, không thấy lệnh bài, chúng ta làm sao rời đi. Dựa theo thần chiến cổ địa quy tắc, không có lệnh bài rời đi. Cũng sẽ bị canh giữ ở lối ra thiên tôn cường giả gạt bỏ. Nguyên cổ thánh tử muốn bọn họ lệnh bài, không đồng dạng là đưa bọn họ vào chỗ chết sao? Không thể không nói, hai người rất vô sỉ, nhưng là,
nguyên cổ thánh tử cũng đồng dạng chán ghét bọn họ vô sỉ. Nếu không ta tự mình tới lấy, nếu không liền, các ngươi tự cầm ra. Nguyên cổ ánh mắt u lãnh, nếu như không phải tùy thời đều có thể đến truyền tống quang môn, hắn há lại sẽ cùng băng gia huynh đệ nói nhảm nhiều như vậy. Để cho hắn thả qua thiên hoang người. Vậy căn bản chính là làm nằm mơ ban ngày, Tiêu Phàm giết bọn hắn nhiều người như vậy, nếu như không đem thiên hoang nhân đồ không còn một mảnh, bọn họ làm sao sẽ thái nhất thánh giới giao nộp đây? Hô, băng gia huynh đệ thấy thế, nhìn nhau, nhanh chóng hướng về truyền tống quang môn bay đi. Nhưng mà lúc này, từng đạo quang mang đột nhiên nở rộ, một cỗ cổ lực lượng cường đại nở rộ mà ra, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đem tới gần truyền tống quang môn người tất cả đều phản bắn đi ra. Đột nhiên xuất hiện trận pháp màn sáng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Chỉ thấy từng đạo vòng sáng, lấy Tiêu Phàm bốn người bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán đi, tạo thành từng đạo kết giới. Mấy tức về sau, tất cả bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người bị đánh bay mấy trăm dặm, cho dù là thiên hoang tu sĩ, cũng bị bao phủ ở từng tầng màn sáng. Truyền tống quang môn phụ cận, chỉ có Tiêu Phàm một tổ bốn người còn đứng. Tiêu Phàm, người cho rằng có màn sáng này, liền có thể ngăn cản bản thánh tử sao? Nguyên cổ thánh tử cười lạnh không thôi, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Cũng khó trách hắn tự tin như vậy, bọn họ thế nhưng là có được hơn 300 người a, hơn nữa cơ hồ là thuần một sắc tam tinh ma tôn. Coi như Tiêu Phàm trận pháp tạo nghệ lại làm sao cường đại. Cái kia cũng không khả năng chống đỡ được nhiều như vậy tam tinh ma tôn. Thử xem a, Tiêu Phàm thở sâu, híp híp hai mắt nói. Phất tay, trong tay tu la kiếm đột nhiên ném đi mà lên, nhanh chóng biến lớn, lơ lửng ở trận pháp đỉnh cao, từng đạo kiếm khí bén nhọn nở rộ mà ra. Cùng lúc đó, hắn thúc dục trong tay thời không thiên châu, không gian bốn phía lập tức một mảnh vặn vẹo, sau đó trở nên bắt đầu mơ hồ. Vì ứng phó hơn 300 tam tinh ma tôn, hơn nữa còn là dị ma bên trong đỉnh cấp thiên tài, Tiêu Phàm lại làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị đây. Lần này, liền tu la kiếm cùng thời không thiên châu, đều bị hắn dùng ở trận pháp bên trong, coi như không thể đoàn diệt hơn 300 dị ma, nhưng ngăn cản bọn họ một ngày thời gian, vẫn là có cơ hội làm được. Theo không gian biến hóa, băng gia huynh đệ hết sức bối rối. Bởi vì vừa rồi bọn họ bị trận pháp màn sáng đánh bay phương hướng, vừa lúc là cùng nguyên cổ thánh tử cùng một chỗ. Giờ phút này, cảm nhận được nguyên cổ thánh tử trên người sát ý, băng gia huynh đệ sắc mặt đều trắng bệch. Giết bọn hắn, nguyên cổ thánh tử nhìn cũng chưa từng nhìn băng gia huynh đệ một cái, mà là lạnh như băng quát lớn. Tiêu Phàm, để cho chúng ta đi qua. Tiêu Phàm, cứu ta. Băng Diệt Phong cùng băng Diệt Thủy hai người nghe vậy. Không ngừng hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần, có thể mặc cho bọn họ làm sao trùng kích, đều không thể xông phá trận pháp màn sáng ngăn cản. Tiêu Phàm ánh mắt bình tĩnh như thường, tựa như căn bản không nghe thấy băng gia huynh đệ kêu gọi một dạng. Thiên hoàng tu sĩ cũng âm thầm lắc đầu, các ngươi không phải mới vừa cùng một thằng hề một dạng, gọi rất hăng hái sao. Còn muốn nguyên cổ giết chết Tiêu Phàm, các ngươi sẽ không tham dự, làm sao hiện tại liền nhanh như vậy muốn hướng Tiêu Phàm cầu cứu rồi. Cho dù là Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất bọn họ những cái này Tiêu Phàm cửu nhân, đều xem thường băng Diệt Phong cùng băng Diệt Thủy vô sỉ như vậy tiểu nhân. Người tất nhiên muốn cùng Tiêu Phàm là địch, thậm chí thay người băng ra người báo thù, vậy sẽ phải làm tốt tử vong giác ngộ. Liền điểm giác ngộ này đều không có, người còn nghĩ tính toán Tiêu Phàm, ngu si sao? Tiêu Phàm, người thấy chết không cứu, chết không yên lành. Băng Diệt Phong gầm thét, thanh âm đều có chút khàn khàn. Vừa dứt lời, hắn liền bị mấy cái dị ma cho xé thành mảnh nhỏ, huyết vũ bay tán loạn, thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại. Băng Diệt Thủy dọa đến vội vàng hướng về Tiêu Phàm quỳ sát xuống dưới, Tiêu Phàm, cứu ta, nhìn ngươi xem ở cùng là thiên hoang tu sĩ phân thượng. Vừa rồi ngươi sao không coi ta là làm thiên hoang tu sĩ nhìn đây. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem băng Diệt Thủy, cái này đối mỗi giờ mỗi khắc đều xung làm tiểu nhân băng gia huynh đệ. Tiêu Phàm không có nửa điểm hảo cảm. Lúc đầu vừa rồi hai người nếu là không có cái kia một phen biểu diễn, Tiêu Phàm ngược lại là có thể xem như cái gì đều không phát sinh, để bọn hắn rời đi. Nhưng là, bọn họ hết lần này tới lần khác tự cho là đúng, cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, trước tiên đem Tiêu Phàm bán đi,
Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua hắn. Chỉ chốc lát sau, Băng Diệp Thủy cũng bị dị ma sinh sinh tra tấn mà chết, từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm liền mí mắt đều không nhảy lên một lần, nhìn xem Băng Diệp Thủy tử vong. Đã đến giờ, các ngươi đều đi thôi. Tiêu Phàm quét thiên hoàng tu sĩ một cái, sau đó tất cả mọi người dưới chân đều xuất hiện một cái thông đạo, trực tiếp thông hướng quang môn. Dù cho Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất hai người, dưới chân cũng có một cái thông đạo, Tiêu Phàm cũng không có nghĩ đến ở trong này giết chết bọn hắn. Tiêu Phàm, ngươi không đi. Trong đó một cái ăn mặc hắc sắc chiến giáp nam tử cau mày nhìn xem Tiêu Phàm nói, những người khác cũng tất cả đều lộ ra vẻ tò mò. Ta tạm thời không đi. Tiêu Phàm lắc đầu, nghiền ngẫm cười nói, ta nếu đi, mấy tháng này, chẳng phải là bị bọn họ bạch truy sát. Chúng ta lưu lại giúp ngươi. Hắc sắc chiến giáp nam tử do dự chốc lát, cuối cùng vẫn làm một cái quyết định. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn hắc sắc chiến giáp nam tử một cái, hắn biết rõ đối phương tên gọi là gì, chính là Tam Đại Thế Tộc Tiêu gia Tiêu Chiến Phong. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Tiêu Chiến Phong nhún nhún vai nói, coi ta trả ngươi cái này nhân tình. Ta cũng lưu lại, một bên một cái hắc bào nam tử cũng tới trước một bước, ta thần chân võ mặc dù sợ chết, nhưng sợ nhất vẫn là thiếu hắn người người tình. Tính ta một người, Tiêu Phàm, lần trước ân cứu mạng, còn chưa kịp cảm tạ, hy vọng Ninh Mỗ lưu lại có thể làm những gì. Lần trước bị Tiêu Phàm cứu Ninh Thiếu Hoàng cũng trầm giọng nói. Đó cũng coi là chúng ta một tổ A, mặc dù ý nghĩ này hơi cường điệu quá, nhưng là, cũng rất phù hợp ta tâm ý. Đông Phương Diễn Sáo Ngọc kéo một cái kiếm hoa, khẽ cười một tiếng. Bên người hắn Tử Đông Lai, Cơ Trần cùng Thánh Nhân Hoàng cũng ưỡn ngực. Một màn này, hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Ngay cả Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách đều kinh ngạc không thôi, tiến vào thần chiến cổ địa đến nay, bọn họ một đội đều là một mình chiến đấu. Không chỉ có muốn đối mặt dị ma vây quét, còn phải đối mặt thiên hoang tu sĩ tính toán. Băng gia huynh đệ cũng tốt, Khương Thiếu Thiên cũng được, còn có Thiên Sơn Tận cùng Lâm Thiên Cảnh đám người, cuối cùng Tiêu Phàm bọn họ kiên trì tới hiện tại. Nguyên bản bọn họ là ôm thấy chết không sờn ý nghĩ, cũng phải đem dị ma lưu tại thần chiến cổ địa, lại không nghĩ tới nhiều như vậy người đứng dậy. Chúng ta cũng lưu lại, Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất nhìn nhau, cắn răng nói. Cuối cùng một tổ người, cũng chỉ còn lại có Phong Lưu Vân bọn họ một đội hai người. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, Phong huynh, hai người các ngươi rời đi, thay ta làm một chuyện làm sao? Phong Lưu Vân biết rõ, Tiêu Phàm là muốn cho bọn họ còn sống rời đi, cho nên cũng không có cự tuyệt, ngược lại nói cái gì sự tình. Tiêu Phàm tiện tay vứt cho Phong Lưu Vân một mai ngọc phù, nói, đem cái này giao cho quân các chủ. Là, ta nhất định đưa đến. Phong Lưu Vân thở sâu, nắm lấy ngọc phù. Mang theo đồng bạn của hắn tiến nhập truyền tống thông đạo. Hắn không có nhìn Ngọc Phù bên trong tin tức, hắn cũng biết, Tiêu Phàm sở dĩ đem Ngọc Phù giao cho hắn, là bởi vì những người này, hắn mới là đáng giá tín nhiệm nhất. Tất nhiên Tiêu Phàm nhường hắn tìm quân Bách Nhẫn quân các chủ, vậy mình chỉ cần đem Ngọc Phù này giao cho quân các chủ là được rồi. Nhìn thấy Phong Lưu Vân rời đi, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía chúng nhân nói, trong các ngươi có Tiêu Mỗ cửu nhân. Cũng có Tiêu Mỗ bằng hữu, nhưng đại bộ phận, ta cũng không nhận ra. Bất quá hôm nay, tất nhiên mọi người nguyện ý lưu lại, rời đi đạo ánh sáng này trước cửa, cái kia đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Đám người trịnh trọng gật đầu, huyết dịch có trong nháy mắt sôi trào. Vậy liền để chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem những cái này người cho lưu tại thần chiến cổ địa. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên nụ cười tự tin, cực kỳ bá khí nói. Tiêu Phàm bốn người cũng có thể làm được sự tình, bây giờ thiên hoang những người khác nguyện ý gia nhập, hắn tự nhiên lòng tin 10 phần. Bất quá, cái này vẫn như cũ không phải nhiều người vấn đề, dù sao, gia tăng mười mấy người này đối kháng dị ma hơn 300 người, căn bản không có quá lớn giá trị. Hắn lớn nhất tự tin, là tới từ 2 tháng bố trí trận pháp. Tiêu Chiến Phong, các ngươi trưởng quản Đông Phương cái thứ nhất trận pháp. Tiêu Phàm nhìn về phía Tiêu Chiến Phong một đội bốn người nói, tiện tay ném cho hắn một mai lệnh bài. Tốt, Tiêu Chiến Phong tiếp nhận lệnh bài, gật đầu một cái. Chỉ là bên cạnh hắn ba người có chút khó chịu, Tiêu Chiến Phong thực lực, có thể nói là thiên hoang cùng tuổi một đời bên trong công nhận mạnh nhất, bây giờ lại bị Tiêu Phàm kêu gọi, nội tâm dù sao cũng hơi không thoải mái.
Ngược lại là Tiêu Chiến Phong, thần sắc như thường, cũng không có quá nhiều dị dạng. Thần chân võ, cái kia Tây Phương cái thứ nhất trận pháp, liền giao cho ngươi. Tiêu Phàm lại cho thần gia thần chân võ một mai lệnh bài. Yên tâm, thần chân võ gật gật đầu, nắm lấy lệnh bài, liền nhập chủ trận pháp. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Ninh Thiếu Hoàng bọn họ một tổ ba người, cùng Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất hai người, nói các ngươi năm người, nhập chủ Bắc Phương đại trận. Tốt, Ninh Thiếu Hoàng tiếp nhận lệnh bài, mang theo hắn người tiến nhập Bắc Phương trận pháp. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh hai người thật cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp theo đi lên. Tiêu Phàm nhìn mấy người một cái, ánh mắt hướng về Ninh Thiếu Hoàng bên cạnh một cái mặt nạ tử bào nam tử, hắn luôn cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng chính là nhận không ra. Đối phương tất nhiên đeo mặt nạ, đoán chừng cũng là sợ bị người nhận ra. Thở sâu, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Đông Phương Diễn bọn họ, nói, Nam Phương cái thứ nhất trận pháp, liền giao cho các ngươi. Mặt khác, chúng ta chủ trì mặt khác trận pháp, tùy thời trợ giúp mọi người. Đám người gật gật đầu, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Bọn họ chỉ có 21 người, nhưng phải đối mặt hơn 300 người, nếu như không có trận pháp, bọn họ tuyệt đối không dám ở lại đối kháng dị ma. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ bọn họ, vừa bắt đầu liền chặn lại cửa ra, cái này vừa lúc cho bọn hắn cơ hội như vậy. Giết, nguyên cổ thánh tử nhìn thấy thiên hoang những người khác chẳng những không có rời đi, ngược lại lưu lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tha thiết. Bản thân hạ nhân đều bị Tiêu Phàm giết sạch, nếu như chỉ là giết Tiêu Phàm, hắn cũng không tiện trở về giao nộp. Nhưng nếu là đem thiên hoang tất cả mọi người cho diệt tuyệt, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Không chỉ là hắn, thiên giao, u lan đám người cũng là như thế. Lần này, bọn họ không có xem trò vui dự định, mà là cùng với những cái khác dị ma đồng thời công kích. Mỗi hai cái thánh tử thánh nữ làm một tổ, đồng thời mang người công kích một phương trận pháp, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ đăm chiêu. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, chừng 20 con kiến hôi, vậy mà nghĩ bằng mấy cái phá trận pháp, liền ngăn trở bọn họ hơn 300 người, nhất định chính là mơ mộng hão huyền. Nhưng mà, khi bọn hắn một vòng công kích đến, tứ phương trận pháp căn bản không hề bị lay động lúc, bọn họ lúc này mới ý thức được, trận pháp này so với bọn hắn tưởng tượng muốn cường hãn rất nhiều. Nếu như bọn họ biết rõ Tiêu Phàm trận pháp trình độ, bình thường một hai ngày bố trí trận pháp, hạ phẩm nguyên tôn đều chưa chắc có thể công phá. Bây giờ bốn người bọn họ hoa gần 2 tháng bố trí trận pháp, như thế nào bọn họ đơn giản như vậy có thể công phá đây? Thiên hoàng tu sĩ đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ mặc dù lưu lại, nhưng cũng không phải là muốn cùng dị ma liều mạng, nếu như trận pháp dễ như trở bàn tay phá mở, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên bước vào truyền tống quang môn. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, 40-50 cái dị ma một vòng công kích đến, trận pháp vậy mà không nhúc nhích, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Có hy vọng, Tà Vũ thấy thế, trong lòng tảng đá lớn cũng để xuống. Không nên buông lỏng cảnh giác, nếu như bọn họ đồng thời công kích một mặt trận pháp, vậy cũng chưa chắc có thể đối phó được. Tiêu Phàm bí mật truyền âm nói. Hắn trận pháp, chống đối hơn 10 cái tam tinh ma tôn, tự tin không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nơi này tam tinh ma tôn, thế nhưng là có 300 nhiều, hơn nữa từng cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ nếu như đồng thời công kích cùng một cái trận pháp, đoán chừng không bao lâu liền sẽ phá trận. Tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau, công phá bên này trận pháp. Nguyên cổ cười lạnh một tiếng, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Mặt khác mấy đại thánh tử thánh nữ nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái, trận pháp này uy lực, bọn họ không thể không cẩn thận đối đãi. Hiện tại truyền tống quang môn đã mở ra, mỗi lãng phí một hơi thời gian, bọn họ bị lưu tại thần chiến cổ địa cơ hội liền đại nhất tia. Bọn họ nhưng là muốn tiến vào táng tổ thiên mộ người, lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện lưu tại thần chiến cổ địa đây. Ninh Thiếu Hoàng cùng Long Vô Mệnh mấy người thấy thế, sắc mặt biến hóa, 300 dị ma nếu như đồng thời công kích bọn họ trận pháp phá mở, đứng mũi chịu sào chính là bọn họ 5 người a. Không có trận pháp chống đối, bọn họ lại như thế nào là 300 dị ma đối thủ? Dung, nhưng mà, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, chỉ một thoáng, tứ phương đại trận đột nhiên quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, quang mang trở nên càng thêm hừng hực lên. Oanh, cùng lúc đó,
300 dị ma điên cuồng công kích đại trận, trận pháp màn sáng không ngừng rung động, nhưng là, khoảng cách phá mở còn cách một đoạn. Tiêu Phàm sắc mặt có chút trắng bệch, hắn một thân một mình thao túng tất cả trận pháp, với hắn mà nói, tiêu hao quá lớn. Vậy mà chặn lại, làm sao có thể? Ta đã biết, cái này tứ phương trận pháp là một cái chỉnh thể, dung hợp lại cùng nhau uy lực cũng sẽ gia tăng không ít. Vậy vì sao lúc trước hắn không dung hợp, mà là phân bố tứ phương? Chẳng lẽ nói, trận pháp tách ra uy lực sẽ khá tiểu? Một đám dị ma mộng bức, trận pháp cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy mà đơn giản phá mở. Điều này nói rõ, thiên hoang tu sĩ thật sự có hy vọng đem bọn hắn tất cả đều lưu tại thần chiến cổ địa. Nguyên cổ thánh tử trên trán chảy ra từng tia mồ hôi, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ lo lắng. Tách ra công kích, điều khiển như thế trận pháp, cần đại lượng bản nguyên lực lượng, ta xem bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Thiên giao thánh nữ mặt âm trầm, phẫn nộ quát. Chỉ một thoáng, hơn 300 dị ma, lần nữa chia làm 4 đội, phân bố ở 4 phương 8 hướng. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng vì không thể che nụ cười, chỉ có hắn biết rõ. Vừa rồi sở dĩ có thể chống đối 300 dị ma điên cuồng công kích, là bởi vì hắn toàn lực thúc giục kết quả. Những trận pháp này, tách ra mới là mạnh nhất, dung hợp lại cùng nhau uy lực tăng lên có hạn. Cũng may hắn vừa rồi toàn lực thôi động, đối phó bọn họ công kích, bằng không mà nói, kế hoạch của bọn hắn liền thất bại. Tiến công, nguyên cổ thánh tử ra lệnh một tiếng, lần nữa điên cuồng công kích. Bốn phía đại trận lay động không thôi. Tựa như tùy thời có thể nổ lên một dạng. Còn kém một chút xíu, tiếp tục tiến công, dị ma thấy thế, càng thêm điên cuồng lên, tựa như đã thấy trận pháp phá mở, bọn họ bắt đầu trắng trợn tàn sát từng màn. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, trận pháp vẫn như cũ ở vào phá vỡ giáp danh, nhưng quả thực là ngoan cố chống đỡ lấy, tất cả dị ma trong lòng đều trở nên cực kỳ nôn nóng. Mọi người chịu đựng, 6 canh giờ, còn có 6 canh giờ. Cuối cùng mới là đối với chúng ta khảo nghiệm. Tiêu Phàm cho tất cả mọi người truyền âm nói, trong mắt đều là vẻ kiên nghị. Theo thời gian trôi qua, dị ma càng điên cuồng lên. Khoảng cách truyền tống quang môn đóng lại, chỉ còn lại có 6 cái canh giờ, 6 canh giờ bên trong, bọn họ nếu như không thể rời đi, vậy liền sẽ bị lưu tại thần chiến cổ địa trong. Cho dù Thái Nhất Thánh Giới muốn cứu bọn hắn, cũng phải tốn hao cái giá cực lớn. Tiêu Phàm bọn họ không dám buông lỏng mảy may, vẫn như cũ toàn lực chủ trì trận pháp, cuối cùng là không có thể thành công, còn phải xem ai trước hết nhất ngã xuống. Thời gian trở lại 6 canh giờ phía trước, lại nói Phong Lưu Vân cùng một người khác bước vào truyền tống quang môn, rời đi thần chiến cổ địa. Minh Đài, dị ma nhất phương mấy cái thiên tôn cường giả thúc giục truyền tống quang môn, cười lạnh hướng về quang môn bên trong. Quân Bách Nhẫn, ngươi cảm thấy... Các ngươi thiên hoang một lần này có thể còn sống mấy người. Dị ma nhất phương Vân Tôn trêu ghẹo nhìn xem Quân Bách Nhẫn nói. Quân Bách Nhẫn sắc mặt âm tình bất định, trong đầu hắn cũng một mực đang nghĩ lấy vấn đề này. Hắn giờ phút này, so với kỳ vọng thiên hoang có thể có được táng tổ thiên mộ danh ngạch, hắn càng mong đợi chính là, thiên hoang tu sĩ đều có thể sống sót. Bất quá, nghĩ đến dị ma một phương 120 chi đội ngũ, hắn liền không ôm bao nhiêu hy vọng. Cho dù là thảm thức lục soát, thiên hoàng tu sĩ cũng đào thoát không xong, sớm muộn sẽ rơi vào dị ma trong tay. Vận khí tốt một điểm, còn có thể chết thống khoái một chút, nếu như vận khí không tốt, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Tại sao không nói chuyện, có vẻ như các ngươi thiên hoàng, trừ bỏ vạn năm trước đó, tà thần mang theo đội ngũ của hắn thành công từng tiến vào táng tổ thiên mộ bên ngoài, cái này mấy chục vạn năm, có vẻ như cũng không có mấy người. Vân Tôn nghiền ngẫm cười nói, không buông tha bất luận cái gì đả kích Quân Bách Nhẫn cơ hội. Vân Tôn, người đừng cao hứng quá sớm, hiện tại tình huống như thế nào, còn chưa nhất định đây. Quân Bách Nhẫn cười lạnh một tiếng, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói không lo lắng, đó là không có khả năng, những người này, thế nhưng là thiên hoang thế hệ này hy vọng a. Nếu như đều chết ở chỗ này, Quân Bách Nhẫn lại làm sao có thể an tâm. A. Truyền tống quang môn mở ra lâu như vậy, lại còn không có người đi ra. Dị ma nhất phương một cường giả hơi kinh ngạc nói. Đoán chừng là ở lệnh phân phối bài A, dù sao, tiến vào táng tổ thiên mộ chỉ có 5 cái danh ngạch. Một cái khác dị ma cường giả lơ đễnh nói.
Hô hô, cũng đúng lúc này, hai đạo bóng người lo lắng bay ra, trong khi xuất hiện về sau, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Là thiên hoang người, bọn họ tại sao còn không chết mất? Vân Tôn mặt âm trầm, nhíu mày nói. Quân Bách Nhẫn cùng Minh Tôn lại là nhẹ nhàng thở ra, bất quá, quân Bách Nhẫn trong mắt lại là hiện lên vẻ kinh ngạc. Phong Lưu Vân thực lực mặc dù ở trong thiên hoang thần các xem như thiên tài, nhưng là, ở nơi này một nhóm người bên trong, nên tính là xếp hạng cuối cùng. Quân Bách Nhẫn trong lòng có một phần sống sót danh sách, Phong Lưu Vân ở hắn danh sách, hẳn là một người chết mới đúng. Nhưng hiện tại, Phong Lưu Vân cùng một cái khác thiên hoang thần các tu sĩ vậy mà sống tiếp được, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc đây. Lệnh bài đây, Vân Tôn lạnh lùng hướng về Phong Lưu Vân hai người nói. Phong Lưu Vân vội vàng đem lệnh bài đem ra, quân Bách Nhẫn cũng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hai người, đem hai người bảo hộ ở sau lưng. Phong Lưu Vân, những người khác đâu? Quân Bách Nhẫn đè thấp lấy thanh âm, truyền âm nói. Phong Lưu Vân biểu tình lo lắng, vội vàng đem một khối ngọc phù giao cho quân Bách Nhẫn, nói các chủ, đây là Tiêu Phàm để cho ta giao cho ngươi. Tiêu Phàm đây, quân Bách Nhẫn thầm nói không tốt, sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Vân Tôn nhìn thấy Phong Lưu Vân bộ dáng lo lắng, lập tức cười càng tăng lên, xem ra, chỉ còn lại có hai người kia may mắn còn sống, thiên hoang, còn càng ngày càng khiến người ta thất vọng. Những người khác cũng là âm thầm lắc đầu. Bình thường tốt xấu còn có mấy người có thể sống sót, mà lần này, vậy mà chỉ có hai cái sống sót. Dạng này thiên hoang, bọn họ hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Nhưng mà, quân Bách Nhẫn thúc dục ngọc trong tay phù, khi hắn xem xong Tiêu Phàm lưu lại tin tức lúc, lại là hít một hơi lạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ kinh ngạc. Quân Bách Nhẫn, đến cùng thế nào? Minh Tôn nhìn thấy quân Bách Nhẫn thần sắc, sắc mặt càng thêm lo lắng. Quân Bách Nhẫn cầm trong tay ngọc phù giao cho Minh Tôn, Minh Tôn không chút do dự đoạt tới xem, sau một khắc, hắn trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, còn cho rằng mình nhìn lầm rồi. Bất quá dị ma nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, càng đắc ý lên, thỉnh thoảng mở miệng châm chọc. Làm sao bây giờ, Minh Tôn cũng bị ngọc phù bên trong lưu lại tin tức cho khiếp sợ đến. Tiêu Phàm ra hỏa này, liền biết hắn sẽ không để cho ta bớt lo. Quân Bách Nhẫn sắc mặt khó coi. Nói, người đi biên hoang trụ sở, đem hắn lão nhân gọi tới a, việc này, hai người chúng ta không che được. Minh Tôn nghe vậy, cũng trịnh trọng gật đầu, không chút do dự quay người rời đi. Hắn giờ phút này, nội tâm cũng hoảng hồn. Tiêu Phàm ra hỏa này, vậy mà chuẩn bị đem tất cả dị ma đều lưu tại thần chiến cổ địa, coi như ngươi không giết một người, vậy cũng tương đương với đào thải tất cả dị ma. Thái nhất thánh giới bên kia, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, một đám thiên tôn cường giả xuất thủ, hắn cùng quân Bách Nhẫn hai người, chỗ nào gánh vác được. Liền cái này lối vào, dị ma nhất phương thiên tôn cường giả, thập tinh ma tôn, đều đạt đến 10 người a. Nhanh, nhất định phải nhanh. Minh Tôn trong lòng không ngừng khuyên bảo bản thân. Hắn chỉ có thời gian một ngày, một khi một ngày sau đó, không có một cái nào dị ma từ thần chiến cổ địa đi ra, đối phương không phát cuồng mới là lạ. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Phàm bọn họ sống sót đi ra, đoán chừng cũng sẽ chết ở Vân Tôn trong tay bọn họ. Quân Bách Nhẫn sắc mặt cũng là hết sức sốt ruột, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất lớn mật, nhưng cái này cũng quá lớn mật, nhất định chính là muốn chọc thủng trời a. Ở thiên hoang, hắn quân Bách Nhẫn dù sao cũng là thần các chủ, chuyện như thế này đều che đậy được. Nhưng ở chỗ này hoang chiến trường, hắn quân Bách Nhẫn lại không coi vào đâu a, còn thế nào che đậy được đây? Quân Bách Nhẫn sống vô số năm tháng, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, nhưng là, giống dạng này sự tình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vô số tuế nguyệt như là nước đọng một dạng tiếng lòng, lần thứ nhất nổi lên gợn sóng. Thậm chí, hắn có chút hoảng hồn. Thái nhất thánh giới Vân Tôn đám người, nhìn thấy quân Bách Nhẫn bộ dáng, thiếu chút nữa thì không bật cười. Hiện tại biết rõ gấp gáp, cái kia thì có ích lợi gì đây? Vân Tôn càng là nhìn không được mở miệng châm chọc nói, quân Bách Nhẫn, sớm nói với các ngươi, nếu như đảm đương không nổi cái này đại giới, cái kia táng tổ thiên mộ các ngươi thiên hoang cũng không tất yếu tham gia. Quân Bách Nhẫn trầm mặc không ngại, hắn trong lòng lại là đang cười lạnh, Vân Tôn à Vân Tôn, các ngươi nếu như biết rõ, Tiêu Phàm muốn đem các ngươi người toàn bộ giết chết, nhìn ngươi còn có thể không cười ra tiếng.
Bất quá, lời này hắn là tuyệt đối không dám nói cho Vân Tôn, hắn nhất định phải chờ Minh Tôn trở về. Thời gian nhanh chóng xói mòn, thần chiến cổ địa cửa ra vị trí, thiên hoàng tu sĩ cũng đến chân chính khảo nghiệm bọn hắn cấp độ. Dị ma nhìn thấy qua đi 6 canh giờ, trận pháp vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, bọn họ cũng tất cả đều hoảng hồn. Nếu như tiếp xuống 6 canh giờ, nếu như còn không thể công phá trận pháp, chẳng lẽ mình đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ rời đi sao? Ầm ầm, thần chiến cổ địa lối đi ra, hủy diệt chi khí tràn ngập, mấy trăm tam tinh ma tôn điên cuồng công kích, nếu là bình thường cổ địa, đoán chừng đã sớm vỡ nát. Nhưng thần chiến cổ địa không gian, lại là dị thường kiên cố, vẻn vẹn chỉ là run rẩy kịch liệt mà thôi. Cũng chưa ăn cơm sao, nhanh lên a. Nguyên cổ thánh tử gầm thét không thôi, hắn nội tâm cũng sinh ra một loại cấp bách cảm giác. Nhất là nghĩ đến mấy lần trước ở trong tay Tiêu Phàm ăn thiệt thòi, một lần này, thật có khả năng để Tiêu Phàm toàn thân mà lui. Tiêu Phàm nếu như toàn thân mà lui, vậy bọn hắn thì tương đương với toàn bộ bị đào thải a. Những người khác cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu điên cuồng công kích. Một lần, hai lần, 100 lần. Thời gian cũng đang nhanh chóng xói mòn. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, khoảng cách truyền tống quang môn đóng lại, chỉ còn lại có cuối cùng một canh giờ, tất cả mọi người không sai biệt lắm đạt đến cực hạn. Dị ma như thế, thiên hoàng tu sĩ cũng là như thế, mỗi người bọn họ sắc mặt tái nhợt hết sức, bản nguyên chi lực tiêu hao, quá nghiêm trọng, liền tựa như người bình thường nghiêm trọng thiếu nước. Nhưng là, đám người liền hừ đều không hừ một tiếng. Một mực nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Còn có một giờ, cuối cùng một canh giờ. Trong lòng tất cả mọi người đều có một thanh âm đang thúc giục bọn họ. Một khi chịu đựng một giờ này, bọn họ liền thắng lợi, dị ma cũng phải bị lưu tại thần chiến cổ địa. Đến lúc đó, bọn họ những người này, không thì tương đương với thu được tiến về táng tổ thiên mộ tư cách. Vừa bắt đầu, đám người còn căn bản không có ý thức được vấn đề này. Chỉ là bị Tiêu Phàm cái kia điên cuồng mà ý nghĩ cho khiếp sợ đến, dứt khoát giúp hắn một chút. Mà bây giờ, bọn họ biết rõ, đây không chỉ là đang giúp Tiêu Phàm, cũng là đang giúp bọn hắn bản thân. Tất cả mọi người liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Tiêu Phàm thỉnh thoảng cho mọi người thần đan bổ sung bản nguyên chi lực, đáng tiếc là, bản nguyên chi lực có thể bổ sung, nhưng tiêu hao tâm thần lại không phải thần đan có thể bổ sung. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình ý chí. Có thể được quân bách nhẫn chọn chúng, những người này tự nhiên đều là ý chí cứng cỏi hạng người. Nhưng những cái kia dị ma, lại có cái nào là kẻ yếu đây? Thời gian một hơi xói mòn, mỗi người đều cảm giác thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, trong lòng bắt đầu đếm ngược. Tiêu Phàm, các ngươi chớ ép chúng ta thôi động thiên tôn pháp thân, một khi thôi động, các ngươi đều phải chết. Nguyên cổ thánh tử rốt cục không chịu nổi áp lực, bắt đầu uy hiếp. Các ngươi cũng không phải chết sao? Tiêu Phàm biết rõ, thần chiến cổ địa không thể thừa nhận thiên tôn cường giả khí tức, nếu không thì sẽ triệt để bạo động. Mặc dù hắn không biết đến, chỉ là nghe Tà Vũ bọn họ nói qua, nhưng là không dám tùy tiện thử nghiệm. Dừng một chút, hắn lại nói, huống chi, chúng ta khoảng cách cửa ra càng gần, ngươi thôi động thử xem, nhìn xem người nào chết cơ hội càng lớn. Nguyên cổ khẽ cắn môi, chỉ có thể chuyển đổi chủ đề, nói Tiêu Phàm, người cần phải biết, người không chịu nổi đem tất cả chúng ta lưu lại nơi này đại giới. Cùng lắm thì ta và các ngươi đồng quy vu tận, ta một người, đổi lấy các ngươi 300 người bị đào thải, rất đáng giá. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Bất quá trong lòng hắn lại đắn đo, hy vọng quân bách nhẫn có thể che đậy được, bằng không, hắn thật vẫn không biết làm sao làm tốt. Nguyên cổ nhìn thấy Tiêu Phàm khó chơi. Ánh mắt cũng biến thành băng lạnh. Cuối cùng một canh giờ, ta xem bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Nguyên cổ cầm trong tay lượng thiên xích, điên cuồng công kích tới Ninh Thiếu Hoàng bọn họ chủ trì trận pháp. Phía sau hắn càng là đứng đấy 100 người, còn có U Lan Thánh Nữ, đám người không để lại dư lực công kích, uy lực tuyệt luân. Liên tục sau nửa canh giờ, trận pháp màn sáng rốt cục mở đi rất nhiều, tùy thời có thể nổ tung một dạng. Tiêu Phàm. Bọn họ không kiên trì nổi, Tà Vũ sắc mặt đại biến, hắn cũng có chút dễ chịu, thỉnh thoảng trợ giúp tứ phương, đối tâm thần tiêu hao rất nhiều. Là ta đánh giá quá cao mình, Tiêu Phàm khe khẽ thở dài nói.
Cái này cũng không trách ngươi, ta biết, ngươi kế hoạch không phải ngăn cản bọn họ một canh giờ, mà là trực tiếp giết hơn 300 cái dị ma, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Tà Vũ lại là lắc đầu, chỉ bất quá bởi vì Tiêu Chiến Phong bọn họ gia nhập, ngươi mới lâm thời cải biến quyết định a. Đúng vậy a, suy nghĩ một chút, ta vẫn là không có diệt tất cả mọi người bọn họ dũng khí. Tiêu Phàm bản thân giễu cợt nói. Bây giờ còn chưa đến tuyệt vọng cấp độ, Ninh Thiếu Hoàng cùng Long Vô Mệnh bọn họ không kiên trì nổi, chúng ta đến lúc đó khẳng định cũng không kiên trì nổi. Tà Vũ híp híp hai mắt, nói, như thế, còn không bằng chủ động thả một chút tiến đến, đem một đám khác ngăn cản ở ngoài. Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, gật đầu một cái, sau đó đem việc này cùng Ninh Thiếu Hoàng cùng Long Vô Mệnh bọn họ nói một lần. Mấy người một phen thương lượng sau, quyết định để Tiêu Phàm thả 40, 50 người tiến đến. Quay đầu các ngươi thối lui đến khu vực trung ương, ta và Tà Vũ, giết hết bọn họ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm, bọn họ tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng, so với chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì, ngươi có thể giết bọn hắn, chúng ta làm cái gì không thể đây, cũng không thể chuyện gì đều bị ngươi dính danh tiếng. Long Vô Mệnh cười thảm một tiếng. Không sai, ngươi Tiêu Phàm có thể làm được, ta Đế Thái Ất cũng có thể làm đến. Đế Thái Ất cắn răng nói. Tiêu Phàm biết rõ, Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất chỉ là không muốn ở trước mặt mình chịu thua mà thôi, nếu như đối mặt dị ma không đánh mà lui, bọn họ về sau ở trước mặt Tiêu Phàm, lại không nửa điểm đối thủ tôn nghiêm. Vậy liền giết đi, Tiêu Phàm thở sâu, hắn biết rõ thuyết phục cũng vô dụng, vậy cũng chỉ có toàn lực đánh một trận. Tà Vũ gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một cỗ to lớn hấp lực bỗng nhiên sinh ra. 40-50 cái dị ma vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cỗ kia lực lượng hút vào. Giết, thời khắc này Long Vô Mệnh không có nửa điểm e ngại, cái thứ nhất xông tới. Trúc Hồng Tuyết, Khương Ách, các ngươi chủ trì trận pháp. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, cầm trong tay vô tận chi nhận, trong nháy mắt xuất hiện ở một đám dị ma tầm đó. Giết, kiếm khí tung hoành, máu tươi bay vụt, hư không lập tức loạn thành một bầy. Thiếu 40, 50 người công kích trận pháp lại ổn định, nhưng là, đối mặt 40-50 cái dị ma tấn công chính diện, tuyệt đối không thể so điều khiển trận pháp độ khó thấp. Chỉ bất quá, một khi trận pháp phá mở, bọn họ đối mặt chính là càng nhiều dị ma, đây chẳng qua là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy trăm dặm hoàn toàn bị bạo động bản nguyên chi lực bao phủ, loạn thành một bầy. Tiêu Phàm bọn họ 7 người. Đối chiến 40, 50 người, bình thường mà nói, cơ hồ là một mảnh ngược lại nghiền sát. Nhưng là giờ phút này, Tiêu Phàm mấy người bọn họ quả thực là chĩa vào áp lực. Mọi người chịu đựng, Tà Vũ hét lớn một tiếng, quanh người hắn ma khí ngập trời, một kiếm chảm mất một cái dị ma, cuồng bá hết sức. Chịu đựng, các ngươi dựa vào cái gì kiên trì, Nguyên Cổ cười lạnh không thôi, hắn cùng U Lan Thánh Nữ cũng vọt vào, so với Tiêu Phàm bọn họ. Hắn tình trạng có thể muốn tốt rất nhiều. Tiêu Phàm, người giết ta nhiều người như vậy, bản thánh tử trước hết là giết ngươi một người lại nói. Nguyên Cổ nhe răng trợn mắt muốn cười một tiếng, sau đó giống như là con sói đói đánh về phía Long Vô Mệnh, tựa như không giết chết Long Vô Mệnh, thể không bỏ qua một dạng. Oanh, Long Vô Mệnh bị Nguyên Cổ lượng thiên xích đánh trúng, thân thể giống như đạn pháo một dạng đập xuống mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phún. Ở Thiên Hoang, hắn xem như tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là, đối mặt Nguyên Cổ, hắn vẫn như cũ còn kém một chút. Mấu chốt nhất là, hắn tình trạng so Nguyên Cổ càng kém. Nguyên Cổ, có gan hướng ta đến, Tiêu Phàm nhất đao chạm rơi một cái tam tinh ma tôn, điên cuồng mà nhào về phía Nguyên Cổ. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng thôi động treo ở đỉnh đầu Tu La Kiếm, từng đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà xuống, mấy tôn dị ma bị tung bay. Ha ha. Tiêu Phàm, người cũng có được lúc gấp. Còn thừa lại nửa canh giờ, những người này, ta giết định. Nguyên Cổ vui sướng cười to nói. Cùng Tiêu Phàm giao thủ nhiều lần như vậy, đây là hắn lần thứ nhất chiếm cứ ưu thế, loại này cảm giác, nhưng hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nguyên Cổ, thật sự cho rằng ta là bùn nặn sao? Long Vô Mệnh lần nữa phóng lên tận trời, trên người hắn bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Long Vô Mệnh. Tiêu Phàm kêu to. Nếu như Long Vô Mệnh bản thân bị trọng thương, thân hình chật vật, hắn còn biết cảm thấy bình thường,
dù sao, Long Vô Mệnh đã cầm khống trận pháp thời gian dài như vậy, tâm thần tất nhiên bị liên lụy. Nhưng là Long Vô Mệnh giờ phút này lại là tinh thần run rẩy, cái này rõ ràng trái với lẽ thường. Không cần nghĩ cũng biết, Long Vô Mệnh khẳng định dùng cái gì cấm kỵ phương pháp, đây là chuẩn bị cùng Nguyên Cổ liều mạng. Tiêu Phàm, lần trước thua với ngươi, ta Long Vô Mệnh không phục. Long Vô Mệnh hét lớn, ngươi cùng Nguyên Cổ giao thủ nhiều lần, cũng không dám giết hắn, hiện tại ta phải nói cho ngươi, ngươi không dám sự tình, ta Long Vô Mệnh dám. Dứt lời, Long Vô Mệnh đột nhiên đạp không mà lên, bay thẳng Nguyên Cổ đi, đôi mắt của hắn đột nhiên đã xảy ra kỳ lạ biến hóa, trở nên cực kỳ yêu dị lên. Run dế, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Nguyên Cổ nhìn thấy Long Vô Mệnh vậy mà nghĩ muốn giết mình, không khỏi cười lạnh không thôi. Thiên cấm, nhưng mà, Long Vô Mệnh lại là quát lạnh một tiếng, một đạo vô hình gợn sóng từ hắn con ngươi bên trong nở rộ mà ra, sau một khắc, hắn phía trước mười mấy dị ma, trong nháy mắt đứng im bất động. Cùng lúc đó, Long Vô Mệnh lại là bắn ra, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh thần kiếm. Hồng hộc, mấy chục đạo kiếm khí nở rộ, mười mấy dị ma toàn bộ bị hắn cắt thành thịt nát. Bất quá, Nguyên Cổ trên người có một cỗ lực lượng kỳ lạ, ngăn cản lấy Long Vô Mệnh tới gần. Long Vô Mệnh cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không dám tới gần, hắn biết rõ, kia hẳn là Nguyên Cổ tiên tổ để lại cho hắn một đạo thiên tôn pháp thân. Một khi tỉnh lại đạo kia thiên tôn pháp thân, không chỉ có hắn muốn chết, nơi này tất cả mọi người phải chết. Hơn nữa, coi như bọn họ chết rồi, cũng chưa chắc có thể giết chết Nguyên Cổ thánh tử, trừ phi có thể lặng yên không tiếng động giết Nguyên Cổ. Nghĩ vậy, Long Vô Mệnh trong mắt tràn ngập không cam lòng. Đồng thuật không gian, Nguyên Cổ giật mình tỉnh lại, khinh thường nhìn xem Long Vô Mệnh, cười lạnh nói, muốn giết ta, liền bằng ngươi cũng xứng. Nếu ngươi không có thiên tôn pháp thân, cũng sớm đã chết. Long Vô Mệnh lạnh giọng nói. Kẻ yếu mới có thể nói nếu như, Nguyên Cổ trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, vẻ mặt kiêu ngạo nói, thiên tôn pháp thân, chẳng lẽ không phải ta thực lực. Dừng một chút. Hắn lại nói, người mới vừa nói không sai, Tiêu Phàm dám giết ta người, nhưng chính là không dám giết ta, không phải liền là bởi vì thiên tôn pháp thân sao? Hắn đều không dám giết ta, liền bằng ngươi. Nói câu khó nghe, ngươi so Tiêu Phàm kém xa. Long Vô Mệnh sắc mặt âm trầm, dư quang nhìn Tiêu Phàm một cái, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng ngoan tuyệt. Long Vô Mệnh, không nên bị hắn khích tướng. Tiêu Phàm hét lớn, ta biết, lấy ngươi thực lực. Có thể giết hắn. Tiêu Phàm còn có một câu không nói, bọn họ đều có thể giết chết Nguyên Cổ, nhưng là không dám giết hắn mà thôi. Nếu như ta kích phát trên người ngươi thiên tôn pháp thân, nhưng ta đã chết, vậy cũng không có người có thể quái được ta đúng không? Long Vô Mệnh đỏ bừng hai mắt, sau đó âm ngoan hướng về Nguyên Cổ. Nguyên Cổ mí mắt cuồng loạn, bị Long Vô Mệnh nhìn tê cả da đầu. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng. Không phải liền là hắn thiên tôn pháp thân sao? Đó là hắn bảo toàn tánh mạng to lớn nhất át chủ bài, độc nhất vô nhị. Nhưng nếu như Long Vô Mệnh ôm lòng quyết muốn chết, cùng hắn đồng quy vu tận đây, hắn cái này cái gọi là át chủ bài, cái kia còn xem như át chủ bài sao? Ngươi muốn làm gì? Nguyên Cổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó lớn tiếng giận dữ hét, nhanh, giết hắn, giết hắn. Thiên cấm, Long Vô Mệnh lần thứ hai thúc giục đồng thuật không gian. Trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Tiêu Phàm, các ngươi đi mau. Long Vô Mệnh quát lớn, trên mặt lộ ra kiên quyết, ta thua ngươi mấy lần, nhưng lần này, ta sẽ không thua, những người này mệnh, ta tới lấy. Dứt lời, Long Vô Mệnh từng bước một hướng về Nguyên Cổ đi đến, phàm là ngăn cản hắn dị ma, tất cả đều bị hắn cắt thành mảnh vỡ. Phát động hung ác đến Long Vô Mệnh, vẫn là cực kỳ khủng bố, dù cho Nguyên Cổ, cũng phải kính sợ ba phần. Không tốt, hắn muốn thôi động thiên tôn pháp thân, đi mau. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, biến hóa bất thình lình, triệt để hù dọa hắn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng là mục đích này, thần chiến cổ địa lối đi ra, hắn chôn giấu vô số phá diệt chi lực, nghĩ đến diệt sát những cái này dị ma, mà không chỉ có chỉ là ngăn cản bọn họ rời đi. Nhưng theo thiên hoàng tu sĩ gia nhập, Tiêu Phàm đột nhiên cải biến chủ ý, cảm thấy chỉ cần lưu bọn hắn lại là đủ rồi. Dù sao, chỉ cần thiên hoàng tu sĩ có thể sống rời đi, có thể có được 5 cái danh ngạch. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là,
sự tình lại hướng về hắn lúc đầu phương hướng phát triển, Long Vô Mệnh lại muốn buộc Nguyên Cổ thôi động Thiên Tôn pháp thân. Một khi thôi động, nơi này liền sẽ triệt để bạo loạn, đến lúc đó, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Thiên Hoàng tu sĩ lấy lại tinh thần, tất cả đều cực tốc hướng về truyền tống quang môn bay đi, đã không lo được dị ma. Nhưng mà, dị ma lại là tuyệt vọng, bọn họ còn bị trận pháp ngăn cản ở ngoài đây, muốn đi vào truyền tống quang môn, căn bản không còn kịp rồi. Hỗn trướng, ngươi dám, ngươi tự tìm cái chết, Nguyên Cổ cái này phế vật, vậy mà cho người khác thừa dịp cơ hội. Dị ma nhìn thấy Long Vô Mệnh liều mạng đánh giết Nguyên Cổ, toàn bộ đều trợn tròn mắt, rất nhiều dị ma càng là giận mắng không thôi. Oanh, đột nhiên, một cỗ mênh mông khí thế từ Nguyên Cổ trên người bộc phát ra, Long Vô Mệnh trước tiên bị hất bay ra ngoài, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ, linh hồn đều bị chấn động đi ra. Chỉ một thoáng, thiên địa rung động kịch liệt lên, Tiêu Phàm bố trí trận pháp trực tiếp vỡ nát ra. Nhanh, đi mau, Tiêu Phàm phất tay, một cỗ cổ lực lượng cường đại bọc lấy Thiên Hoang tu sĩ xuất vào truyền tống quang môn, rời đi thần chiến cổ địa. Tiêu Phàm, ngươi làm gì? Tà Vũ vừa mới bước vào truyền tống quang môn, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên hướng về nơi xa một đạo quang ảnh chộp tới. Không cần quản ta, Tiêu Phàm nghĩa vô phản cố nắm lấy đạo kia quang ảnh, mà chân sau dẫm thời không na di thiểm, xuất hiện ở truyền tống quang môn vị trí. Hỗn trướng, các ngươi đều phải chết. Nguyên Cổ tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Phàm muốn chạy trốn, một cái tay toàn lực hướng về Tiêu Phàm giận đập đi. Tiêu Phàm ánh mắt hung ác, nhìn xem cuồng bạo hư không, lạnh giọng nói, nếu như cũng đã đến một bước này, cái kia liền đưa các ngươi đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đánh ra một đạo thủ quyết, sau đó một đầu cắm vào truyền tống quang môn. Ầm ầm, thần chiến cổ địa triệt để bạo loạn, Tiêu Phàm rời đi trước đó, đem hắn chôn phá diệt chi lực lựu đạn cũng tất cả đều thôi động. Hư không xuất hiện từng đạo khe hở, kinh khủng lôi điện đan xen hư vô loạn lưu, oanh sát tất cả. Những cái kia còn không tới kịp trốn chạy dị ma, toàn đội bị lôi điện cùng hư vô loạn lưu thôn phệ, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, liền sinh tử đạo tiêu. Cho dù là Nguyên Cổ, thân thể cũng bắt đầu rạn nứt, bất quá bị đỉnh đầu hắn một đạo kim sắc quang mang bảo vệ. Nguyên Cổ, chuyện gì xảy ra? Cái kia kim sắc quang ảnh giọng nói vô cùng ngưng trọng, thần chiến cổ địa hành trình không phải kết thúc sao, ngươi làm sao sẽ còn thôi động pháp thân? Tổ gia gia, là thiên hoang đám kia hỗn trướng, liên thủ ám sát ta, cố ý thôi động ngài thiên tôn pháp thân, muốn dẫn động thần chiến cổ địa bạo động, diệt ta thái nhất thánh giới tất cả mọi người. Nguyên Cổ vẻ mặt đưa đám nói. Tự tìm cái chết, cái kia kim sắc quang ảnh lạnh rên một tiếng. Thâm thúy con ngươi ẩn chứa cuồn cuộn thiên uy. Nếu là ở ngoại giới, đoán chừng pháp tôn cảnh đều chịu không được hắn uy áp, nhưng nơi này chính là thần chiến cổ địa, nơi này thiên địa quy tắc, căn bản không mua hắn chướng. Truyền tống quang môn đây, cái kia kim sắc quang ảnh quét mắt tứ phương, trơ mắt nhìn xem vô số dị ma bị lôi điện thôn phệ, bất quá cũng không có nửa điểm quan tâm, ngược lại đang tìm kiếm cửa ra. Cửa ra đã đóng lại, Nguyên Cổ cầu xin vẻ mặt. Trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, ta Nguyên Cổ phát thệ, bất diệt thiên hoang, thề không làm người. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ nghe được Nguyên Cổ mà nói, nhất định sẽ âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này bản thân tài nghệ không bằng người, vậy mà nói thiên hoang ám sát hắn, là người bản thân nhiều lần muốn giết thiên hoang tu sĩ tốt ha. Bất quá, cứ như vậy, hắn tất cả trách nhiệm đều rũ sạch. Ta phải lập tức tiêu tán, bằng không, các ngươi đều phải chết. Ngươi tự giải quyết cho tốt, kim sắc quang ảnh thở sâu, không đợi Nguyên Cổ phản ứng, trực tiếp đem Nguyên Cổ trực tiếp một trường đẩy đi ra. Đồng thời, hắn quang ảnh trực tiếp tại hư không nổ tung, hóa thành vô số kim quang tiêu tán tại hư không. Sau một hồi lâu, thiên địa mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên Cổ nhìn xem đầy đất thi thể nám đen, trên mặt khó coi tới cực điểm, đây chính là thiên tôn pháp thân uy áp sao. Vẹn vẹn xuất hiện. Thần chiến cổ địa liền triệt để bạo động. Nếu như không phải Tiêu Phàm bọn họ đã rời đi, hắn tổ ra ra thiên tôn pháp thân nếu như không tự động tiêu tán, đoán chừng tất cả mọi người phải lưu lại nơi này không thể. Nguyên Cổ, quay lại đây. Cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến thiên giao tức giận thanh âm. Nguyên Cổ nheo mắt,
hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức hướng về bên này gần lại gần, hắn không chút do dự nhấc chân chạy. Hiện tại, hắn không thấy thiên tôn pháp thân, tương đương với không thấy bảo mệnh át chủ bài, mặt khác thánh tử thánh nữ đoán chừng nằm mơ đều nghĩ đến giết chết hắn đây. Cái gì táng tổ thiên mộ tư cách, cái gì tìm Tiêu Phàm báo thù, hắn đã ném đến ngoài 9 tầng mây, hiện tại, hắn chỉ muốn làm sao sống sót. Nguyên cổ, người chuẩn bị chạy chỗ nào đây? Cũng đúng lúc này, một bóng người từ cổ lâm xông ra, ngăn cản nguyên cổ đường đi. Nguyên cổ quay đầu nhìn tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kinh hô mà ra, Ngọc Lang, tại sao là ngươi? Cũng khó trách nguyên cổ kinh ngạc như thế, Ngọc Lang thánh tử không phải đã chết rồi sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi rất kinh ngạc, ta phải chết đúng không? Ngọc Lang thánh tử cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, không thể nhường ngươi đạt được ước muốn, bất quá bây giờ, chết có thể là ngươi. Ngươi, nguyên cổ sắc mặt đại biến, sau đó quay đầu chạy. Ngọc Lang thánh tử lại là không hoảng hốt không vội, lạnh lùng nhìn xem nguyên cổ thoát đi phương hướng, cười lạnh nói, ngươi không chạy thoát được đâu. Lại nói truyền tống quang môn hủy diệt, Tiêu Phàm ở cuối cùng trong nháy mắt xông vào truyền tống quang môn bên trong, truyền tống thông đạo run rẩy dữ dội, một cổ lực lượng cường đại trói buộc hắn nhục thân. Mà lúc này, thần chiến cổ địa lối vào, thiên hoang cùng thái nhất thánh giới cường giả chờ một ngày, lại là không nhìn thấy một cái dị ma đi ra. Tất cả mọi người phát giác có chút không đúng. Vân Tôn, cái này không đúng a, còn một nén nhang, truyền tống trận liền muốn đóng lại, bọn họ hiện tại không ra, đến lúc đó liền không ra được. Có một cái dị ma nhịn không được hỏi. Đoán chừng là bọn họ nghĩ đến đem thiên hoang người đổ sát sạch sẽ a, cho nên làm trễ nải một chút thời gian, yên tâm, nguyên cổ thánh tử bọn họ sẽ có phân tất. Vân Tôn mặt âm trầm nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Nửa năm đều không thể giết sạch thiên hoang tu sĩ, cuối cùng một hai ngày, lại làm sao có thể đem thiên hoang tu sĩ chém tận giết tuyệt đây? Không thích hợp, một ngày thời gian lập tức phải đi qua, thiên hoang ngược lại là có hai người đi ra, vì sao bên ta một cái đều không đi ra? Lại có người hoài nghi nói. 120 chi đội ngũ, cũng không thể một ngày trôi qua, một người đều không ra đi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ong ong, cũng đúng lúc này, truyền tống quang môn bên trong truyền đến một trận năng lượng ba động, tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên. Rốt cuộc phải đi ra, Vân Tôn thở sâu, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc phải buông ra. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy đi ra thân ảnh thời khắc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Tiêu Chiến Phong, Quân Bách Nhẫn nhìn thấy người đi ra ngoài, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay sau đó, hắn lại thấy được mấy người thân ảnh đi theo bay ra. Thần Chân Võ, Ninh Thiếu Hoàng, Đông Phương Diễn, Quân Bách Nhẫn từ những người này trên thân từng cái đảo qua, trong lòng càng kích động lên. Hắn lo lắng nhất chính là thiên hoang tu sĩ toàn quân bị diệt, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, lại còn có nhiều người như vậy sống sót đi ra. Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết, Khương Ách, Quân Bách Nhẫn từng bước dựng thẳng, phát hiện còn sống đi ra thiên hoang tu sĩ. Vậy mà nhiều đến 19 người. Ngược lại, dị ma một phương, lại là một cái đều không có. Chờ chờ, Quân Bách Nhẫn đột nhiên phát hiện cái gì, quét mắt đám người, nói Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm hắn, Tà Vũ vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đi cứu Long Vô Mệnh linh hồn chi thể, không biết còn có thể hay không yên ổn trở về. Hô, đột nhiên, truyền tống quang môn bên trong, một đạo máu me đầm đìa thân ảnh xuyên đi ra. Cực tốc hướng về Quân Bách Nhẫn tới gần, lo lắng nói Quân các chủ, nhanh, mau cứu Long Vô Mệnh. Quân Bách Nhẫn trên mặt lộ ra vẻ quái dị, Tiêu Phàm không phải cùng Long Vô Mệnh có thù sao, làm sao sẽ để cho bản thân cứu hắn. Bất quá, làm Quân Bách Nhẫn ánh mắt rơi vào sắp tiêu tán Long Vô Mệnh linh hồn chi thể bên trên lúc, cau mày, chân linh tiêu tán, chỉ còn lại có một đạo phao ảnh. Ha ha, Tiêu Phàm, lần này ngươi thua, ta diệt bọn hắn hơn 300 người. Hơn 300 người, ngươi chỉ giết hơn 100 người mà thôi, ta là ngươi gấp 3. Long Vô Mệnh mảy may không phát hiện mình phải chết sự thật, ngược lại kích động dị thường. Tiêu Phàm hai mắt hơi đỏ lên, từ khi thua với bản thân về sau, Long Vô Mệnh liền vẫn muốn thắng bản thân. Lần này, dù cho quá giang bản thân tính mệnh, chính là vì muốn thắng bản thân một lần. Ngươi thắng,
Tiêu Phàm run giọng phun ra mấy chữ, hắn không có nói cho Long Vô Mệnh, thiên tôn phát sinh căn bản không đủ để giết chết 300 dị ma. Dù cho hắn thúc giục vô số phá diệt chi lực lựu đạn, cũng chưa chắc có thể chân chính nổ chết nguyên cổ hắn, có thể giết chết 200 dị ma, coi như nghịch thiên. Ha ha, ta thắng. Long Vô Mệnh cười như điên một tiếng, tựa như thả hạ một loại nào đó chấp niệm, bọt nước chậm rãi tiêu tán. Thiên hoàng tu sĩ phức tạp nhìn xem Long Vô Mệnh bọt nước biến mất, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Vẻn vẹn vì vượt qua Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả bản thân tính mệnh đều quá giang, đáng giá không? Có lẽ không đáng, nhưng là, hắn lấy lực lượng một người, tiêu diệt không ít dị ma, một trận chiến này, chiến công hiển hách, mà bỏ ra chỉ có hắn tánh mạng một người. Chẳng lẽ không đáng sao? Tiêu Phàm nhìn xem Long Vô Mệnh bọt nước biến mất, hít sâu mấy khẩu khí mới bình tĩnh trở lại. Ta thái nhất thánh giới người đâu? Đột nhiên, Vân Tôn sát khí lạnh lẽo nở rộ, tập trung vào Tiêu Phàm một đám người. Hậu phương thái nhất thánh giới một chút cường giả, cũng tất cả đều đè lên. Vừa rồi từ Tiêu Phàm cùng Long Vô Mệnh trong giọng nói, bọn họ nghe được rất nhiều tin tức, chỉ là bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận mà thôi. Cái gì Long Vô Mệnh giết bọn hắn hơn 300 người, mà Tiêu Phàm chi sát hơn 100 cái. Bọn họ thái nhất thánh giới, tiến vào thần chiến cổ địa người, tổng cộng cũng chỉ có 480 người a, chiếu tính như vậy, chẳng phải là đã bị giết hết. Các ngươi nhìn, truyền tống quang môn biến mất, đột nhiên, dị ma nhất phương cường giả hoảng sợ nói. Đám người nhìn tới, quả nhiên thấy truyền tống quang môn chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Quân Bách Nhẫn mí mắt cuồng loạn, nếu là bình thường, hắn đã sớm nhảy cẫng hoan hô, dị ma một cái đều không xuất hiện, cái này há chẳng phải là đại biểu, thiên hoang chiếm được 5 cái danh ngạch. Nhưng là, hiện tại hắn lại áp lực to lớn, thiên hoang chỉ có một mình hắn ở chỗ này, mà đối phương thế nhưng là có mười mấy người, như thế nào hắn có thể địch. Nếu như thái nhất thánh giới liều chết đều phải giết chết Tiêu Phàm bọn họ, một mình hắn không có khả năng bảo vệ được. Thậm chí hắn đều khả năng bị lưu lại. Tiểu tử, nguyên cổ thánh tử đây. Vân Tôn dày đặc khí lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, là ngươi. Chính là ngươi giết ta Tôn Nhi huyết kiếp. Tiêu Phàm mí mắt cuồng loạn, bản thân lại bị nhận ra. Cũng đúng, lần trước mình là cố ý cúi đầu, không dám nhường Vân Tôn nhận ra, không nghĩ tới lần này vẫn là khó thoát một kiếp. Làm sao? Thái nhất thánh giới chẳng lẽ thua không nổi sao? Tiêu Phàm tâm hung ác, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nếu như quân Bách Nhẫn bảo hộ không được bọn họ, làm sao cũng là chết, sao không chết có cốt khí một điểm đây? Ngươi giết nguyên cổ thánh tử bọn họ, Vân Tôn ánh mắt càng ngày càng lạnh, đã làm xong tùy thời xuất thủ tư thế. Chính hắn thúc giục thiên tôn pháp thân, có chết hay không không biết, nhưng thần chiến cổ địa đột nhiên bạo động, khẳng định bị đả thương nặng. Tiêu Phàm nhàn nhạt giải thích nói. Đối mặt một đám thiên tôn, Tiêu Phàm trong lòng vẫn có áp lực rất lớn, sau đó lại nói, vừa rồi người kia ngươi thấy được a, hắn gọi Long Vô Mệnh, bởi vì hắn thấy được nguyên cổ giết chết Tà Nguyệt sự tình, nguyên cổ bất kể như thế nào đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Buồn cười chính là, nguyên cổ cho là ta thiên hoang tu sĩ dễ bắt nạt, lại không nghĩ rằng Long Vô Mệnh trước khi chết, trực tiếp tự bạo, bức ra nguyên cổ thiên tôn pháp thân. Nói đến đây, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra hết sức bi phẫn thần sắc. Tà Vũ đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đây hoàn toàn là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a, người nào không biết, Tà Nguyệt Thánh tử là hắn Tà Vũ giết chết a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dị ma một phương, một người đều không có đi ra, bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Trừ phi nơi này có phản đồ, dám đứng ra làm chứng, bằng không mà nói. Tiêu Phàm mà nói, chính là chân lý. Không sai, Tà Vũ cũng liền bận bịu phụ họa, lộ ra một bộ sợ bộ dáng nói, còn có cái kia kêu cái gì Ngọc Lang Thánh Tử, thiếu chút nữa cũng bị Nguyên Cổ cùng Thiên Giao liên thủ giết chết. Nguyên Cổ sợ Tiêu Phàm tiết lộ, liền tập sát Tà Nguyệt Thánh Tử, hắn còn muốn giết cái kia cái gì Thiên Giao, bất quá Thiên Giao sớm đã có tâm phòng bị, hai người đại chiến một trận, tất cả thuộc hạ cơ hồ đồng quy vu tận. Nói năng bậy bạ. Vân Tôn gầm thét không thôi, hắn đã cảm nhận được từng đôi cừu hận con mắt. Bốn phía tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt đều không thế nào hiền lành, nhất là Tà Nguyệt cùng Ngọc Lang nhất phương thiên tôn cường giả. Hiện tại chỉ có các ngươi, nói cái gì chính là cái gì,
dù cho các ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế, chúng ta cũng không thể nào biết được. Vân Tôn sát khí nặng nề nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Phàm không có nửa điểm e ngại, dựa theo táng tổ thiên mộ tư cách chiến quy củ, đừng nói ta không giết bọn hắn, coi như ta giết bọn hắn, đó cũng không phải là rất bình thường sao? Chẳng lẽ chỉ có các ngươi giết ta thiên hoang người, ta thiên hoang người liền chỉ có thể mặc cho làm thịt phần sao? Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Các ngươi thái nhất thánh giới nếu như không chơi nổi, vậy liền dứt khoát rời khỏi tốt rồi. Lời nói vừa ra, thiên hoang tu sĩ cũng là nhiệt huyết sôi trào. Quân Bách Nhẫn âm thầm cười khổ, trước đó lời này thế nhưng là Vân Tôn đối với hắn nói, không nghĩ tới bị Tiêu Phàm cho trả trở về. Thế nhưng là quy tắc, nhưng thái nhất thánh giới người không nói quy tắc, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào a. Minh Tôn, ngươi ngược lại là nhanh lên trở về a. Quân Bách Nhẫn nội tâm vội vàng hết sức, hiện tại hắn có thể làm, chỉ có thể kéo dài thời gian, Vân Tôn, thần chiến song phương đều có tổn thương, vốn chính là bình thường. Vân Tôn khóe miệng giật một cái, bị tổn thương là bình thường không sai. Nhưng mấu chốt là, người thiên hoàng 48 người, còn sống 22 người, mà ta thái nhất thánh giới 480 người, lại một cái đều không sống sót đi ra, cái này còn bình thường sao? Tiêu Phàm, các ngươi đem lệnh bài lấy ra đi. Quân Bách Nhẫn lại nói. Đây là chúng ta lệnh bài. Khương Ách ngược lại là trực tiếp, lấy ra từng chuỗi lệnh bài, nhiều đến hơn 20 mai. Tiêu Phàm đoạt mấy cái thánh tử, Nguyên Cổ, Thiên Giao, Ngọc Lang đều ở trong đó, Tà Vũ càng là giết Tà Nguyệt, tất cả ngọc bài đều ở nơi này. Ngươi không phải nói ngươi không có giết Nguyên Cổ thánh tử bọn họ sao? Nhìn thấy nhiều như vậy lệnh bài, Vân Tôn sắc mặt phát lạnh. Thiên Hoàng tu sĩ cộng lại cũng chỉ có 12 mai lệnh bài mà thôi, hiện tại Tiêu Phàm lại có được hơn 20 mai, tất nhiên là giết bọn hắn không ít người mới có thể có được. Ta nhặt, không được sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Vân Tôn, Quân Bách Nhẫn, tất cả mọi người, giờ khắc này tập thể im lặng, ngươi nha, ai sẽ đem mình mệnh vứt trên mặt đất nhường ngươi nhặt? Huống hồ, coi như nhường ngươi nhặt, cũng không khả năng nhặt nhiều như vậy a. Thực sự là nhặt, Tiêu Phàm nhìn thấy đám người không tin, lại nói, Nguyên Cổ cùng Thiên Giao không phải tự giết lẫn nhau sao, cấp dưới cơ hồ đều chết hết, ta liền là nhân cơ hội nhặt chính bọn họ lệnh bài. Thật có khả năng này, Nguyên Cổ trước đó không phải dọa đến rời khỏi thần chiến cổ địa sao, còn nói Thiên Giao cùng Thiên Hoang cấu kết muốn đối phó hắn, theo ta thấy, chính là bọn họ nội bộ đã xảy ra lụ xê đụ xê. Có dị ma cường giả phân tích nói. Những người khác nghe vậy, cũng là âm thầm gật đầu, như vậy phân tích mà nói, thật vẫn có khả năng. Tiêu Chiến Phong đám người lại là tập thể nghẹn ngào, các người thực sự là thiên tôn. Tại sao ngu xuẩn như vậy a, này cũng tin. Nếu như bọn họ biết rõ, Nguyên Cổ đều bị giết trốn ra thần chiến cổ địa, liền sẽ không như thế hoài nghi. Tiền bối, ta đây nhặt nhiều lắm, có thể hay không phân mấy khối cho mặt khác đội ngũ. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Quân Bách Nhẫn nói. Đương nhiên có thể, Quân Bách Nhẫn gật gật đầu, nói, bất quá không có gì cần thiết, các ngươi tổng cộng 22 người, có 20 người có thể tiến vào táng tổ thiên mộ, ở trên tay người nào không quan hệ. Người thiên hoàng nghĩ chiếm lấy tất cả danh ngạch, nằm mơ sao? Vân Tôn gầm thét một tiếng, cực kỳ bá đạo nói, ta thái nhất thánh giới người không đi ra trước đó, danh ngạch xem lại. Vân Tôn, người đừng quên, các ngươi mặc dù giữ được táng tổ thiên mộ lối vào. Nhưng chỉ có ta thiên hoang, mới có thể mở ra cái này cửa vào. Quân Bách Nhẫn cũng tới khí, ngữ khí cường thế. Tiêu Phàm nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiếu Quân Bách Nhẫn nói như vậy, muốn đi vào táng tổ thiên mộ, mấu chốt còn phải dựa vào thiên hoang a. Đã như vậy, dựa vào cái gì quy tắc này chỉ có thể thái nhất thánh giới đến chế định. Coi như bọn họ chế định quy tắc thì cũng thôi đi, bây giờ lại muốn lật đổ bản thân quy tắc, còn muốn mặt sao? Hừ, cùng lắm thì một lần này, ai cũng chớ vào đi. Vân Tôn cười lạnh một tiếng. Dù sao thái nhất thánh giới người, không có một cái nào sống sót đi ra, cũng không chiếm được danh ngạch này, hắn ước gì đều không thể tiến vào đây. Thái nhất thánh giới nếu là như vậy, vậy sau này ai cũng đừng nghĩ tiến vào táng tổ thiên mộ. Quân Bách Nhẫn thần sắc lạnh lẽo. Tiêu Phàm đám người thần sắc hết sức ngưng trọng, đây là muốn đàm phán không thành tiết tấu sao? Thật muốn đàm phán không thành,
bọn họ những người này đoán chừng đều phải lưu lại nơi này không thể. Quân Bách Nhẫn lời này vừa nói ra, tất cả dị ma cường giả thân hình lóe lên, trong nháy mắt đem thiên hoang tất cả mọi người đều vây lại. Bọn họ đều là thập tinh ma tôn, tương đương với thiên hoang thiên tôn cường giả, nếu như tập thể xuất thủ, dù cho quân Bách Nhẫn, cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi. Nắm tay người nào lớn, ai mới có chế định quy tắc quyền lực, hiện tại, quy tắc sửa, người quân Bách Nhẫn lại có thể làm gì chúng ta? Vân Tôn cười lạnh một tiếng, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Có đúng không, nhưng mà, cũng đúng lúc này, một cỗ cuồn cuộn thiên uy mãnh liệt mà tới, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ, đám người trong nháy mắt cảm giác linh hồn một trận rối loạn. Phốc, Vân Tôn càng là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị một cỗ đại lực tung bay, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Mặt khác dị ma cường giả thấy thế, cũng tất cả đều biến sắc, sau đó vội vàng đứng chung một chỗ, phòng bị hướng về quân Bách Nhẫn bọn họ vị trí. Tiêu Phàm đám người trợn to hai mắt, ở trước người bọn họ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái còng xuống hôi bào lão giả. Hôi bào lão giả quần áo rách nát không chịu nổi, có chút dấu vết tháng năm, quanh người hắn càng là thời không vặn vẹo, tất cả mọi người thấy không rõ mặt mũi của hắn. Chỉ có hắn hơi có vẻ cong lưng, có thể chứng minh người này 10 điểm giàn nua. Nhưng là, ai cũng không dám khinh thường hắn giàn nua, thật không nghĩ tới, liền thập tinh ma tôn Vân Tôn đều bị tung bay sao. Tiêu Phàm đám người trong mắt đều là vẻ kính nể, bọn họ không cách nào tưởng tượng lão nhân này thực lực, không biết được như thế nào mức đáng sợ. Bái kiến lão sư, quân Bách Nhẫn nhìn thấy lão nhân xuất hiện, đột nhiên cung kính bái nói. Lão sư, Tiêu Phàm đám người hít một hơi lạnh, quân Bách Nhẫn lão sư. Phải biết, quân Bách Nhẫn ở thiên hoang địa vị, thế nhưng là cực kỳ cao siêu a, cơ hồ là đứng đầu nhất tồn tại. Có thể trở thành lão sư hắn người, lại là cái gì tồn tại? Biên hoang lão nhân, người muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Vân Tôn lau đi máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt phòng bị nhìn xem lão giả, nói chẳng lẽ người muốn lưỡng giới khai chiến sao? Biên hoang lão nhân, Tiêu Phàm đám người thở sâu, thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Một cái có thể làm cho thập tinh dị ma kiêng kỵ danh tự. Vừa nãy là ai nói, nắm tay người nào lớn, ai mới có chế định quy tắc quyền lực. Biên hoang lão nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất khàn khàn, lại ẩn chứa một cỗ không cho phép bác bỏ thiên uy. Vân Tôn lập tức ngậm miệng không nói, mí mắt một trận cuồng loạn. Không ai nói, vậy lão hủ xem như nghe lầm. Biên hoang lão nhân thản nhiên nói, giới này thần chiến, kết quả không thay đổi. 3 năm sau mở ra táng tổ thiên mộ. Không có khả năng, Vân Tôn cùng mấy cái khác thập tinh ma tôn đồng thời mở miệng. Vậy để cho Thái Nhất đến nói. Biên hoang lão nhân ngữ khí đột nhiên trở nên hết sức sắc bén, như dao. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng trong giọng nói ý tứ, chính là không đem những người này để ở trong mắt, quả nhiên là hết sức cuồng bá. Vân Tôn đám người ngậm miệng không nói, bọn họ thật đúng là sợ chọc giận biên hoang lão nhân, đến lúc đó. Bọn họ thật vẫn chưa chắc có thể chống đỡ được đối phương lửa giận. Tốt rồi, việc này liền quyết định như vậy, người ta mang đi, các ngươi có ý kiến sao? Biên hoang lão nhân ngữ khí lại khôi phục bình thường, Tiêu Phàm âm thầm oán thầm, lão gia hỏa này, tuyệt đối là một cái dễ dàng trở mặt người, tốt nhất đừng đắc tội. Vân Tôn đám người nắm chặt nắm đấm, lại là không ai dám mở miệng. Biên hoang lão nhân lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói, các ngươi, rất không tệ, cho thiên hoang mặt dài. Là quân tiền bối cùng Minh Tôn tiền bối công lao. Tiêu Phàm vội vàng đập một cái mông ngựa. Hắn làm sao không biết, nếu như không phải Minh Tôn đem cái này biên hoang lão nhân tìm đến, bọn họ hơn phân nửa là muốn chôn thây ở đây. Biên hoang lão nhân ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm mí mắt một trận cuồng loạn, bản thân mặc dù thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nhưng lại thật giống như bị người nhìn thấu một dạng. Đi thôi, biên hoang lão nhân thu liễm ánh mắt, lấy tay vung lên, ngay sau đó mang theo Tiêu Phàm đám người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đám tức giận dị ma cường giả. Làm sao bây giờ, trong đó một cái thập tinh ma tôn vẻ mặt lo lắng nói. Còn có thể làm sao? Vân Tôn mặt âm trầm, bất kể như thế nào, việc này không thể tính như vậy, chỉ có trước tiên đem bọn họ cứu ra. Sau đó lại bẩm báo Thái Nhất Thánh Chủ. Nếu như chúng thánh tử bọn họ, lại có người lo lắng nói. Hắn không có đem lời nói xong, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ, vạn nhất tất cả thánh tử thánh nữ đều đã chết đây. Hừ, người cảm thấy khả năng sao?
Vân Tôn khinh thường, nói, khỏi cần phải nói, Nguyên Cổ Thánh Tử cùng Thiên Giao Thánh Nữ bọn họ, đều có Thiên Tôn Pháp Thân, các ngươi cảm thấy thiên hoang những người này, có thể giết tất cả Thánh Tử Thánh Nữ sao? Thánh Tử Thánh Nữ, cố nhiên là quan hệ cạnh tranh, nhưng là khẳng định phải thấy rõ tình thế, theo ta thấy, hơn phân nửa là thiên hoang những cái này tu sĩ, dùng cái gì âm mưu quỷ kế, đem Thánh Tử Thánh Nữ bọn họ ngăn ở truyền tống quang môn bên ngoài. Nhưng cho dù chúng ta, hiện tại muốn mở ra thần chiến cổ địa, cũng rất khó. Người kia thần sắc hết sức ngưng trọng, chẳng lẽ so các đại thế gia vọng tộc và thân vương trách tội, còn muốn khó khăn sao? Vân Tôn lạnh rên một tiếng, ngắm nhìn Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng, sát khí nặng nề. Dừng một chút, hắn lại nói, thông hướng thái cổ thần giới tinh lộ sắp khai thông, bọn họ dám chúng ta người, vậy chúng ta trước nhiễu loạn bọn họ hậu phương. Có thể thái cổ thần giới, có tà thần tọa chấn. Trên thân mọi người ngưng tụ, nói lên tà thần, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, so đối mặt biên hoang lão nhân còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hắn lại có thể quản được nhiều như vậy. Thái cổ thần giới, bây giờ có thể không chịu được bản thể hắn uy áp còn chưa nhất định đây. Vân Tôn cười lạnh không thôi, dường như đã thấy thái cổ thần giới đại loạn một màn. Mà lúc này, Tiêu Phàm bọn họ ở biên hoang lão nhân hướng dẫn dưới, xuyên qua vô số không gian, chỉ chốc lát sau liền đi tới một khỏa cổ lão tinh thần phía trên. Xa xa nhìn tới, một đạo kim sắc quang mạc liên tiếp thành một đạo màn trời, vượt qua vô số tinh vực. Các ngươi đi thôi, 3 năm sau lại đến. Biên hoang lão nhân không có nhiều lời, mà là tại tinh thần phía trên cao nhất đỉnh một ngọn núi ngồi xuống, mắt không chấp hướng về tinh vực chỗ sâu. Tiêu Phàm bọn người ở tại quân Bách Nhẫn hướng dẫn dưới, cưỡi người thần chu phản hồi thiên hoang. Trên đường đi, đám người một trận trầm mặc, lần này thần chiến cổ địa một chuyến, đám người chân chính ý thức được dị ma cường đại. Mà thiên hoang, thực sự quá yếu, yếu đến liền chế định quy tắc quyền lực đều không có. Đúng rồi, các ngươi là làm sao đem thái nhất thánh giới người lưu tại thần chiến cổ địa. Quân Bách Nhẫn rốt cục nhịn không được hiếu kỳ nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Nhìn ta làm gì, Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt im lặng nói. Nói, Quân Bách Nhẫn ngữ khí ngưng tụ, người nha, người có biết hay không, ta kém chút không che được a. Tiêu Phàm biết rõ, Quân Bách Nhẫn lần này cũng là tâm đều nhấc đến cổ họng đến. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải đem thần chiến cổ địa trải qua sự tình đại khái giảng thuật một lần, Quân Bách Nhẫn nghe được kinh hồn táng đảm. Nhất là Tiêu Phàm vừa tiến vào thần chiến cổ địa, vậy mà liền nghĩ đến chặn giết thái nhất thánh giới người, cái này khiến hắn dọa cho phát sợ. Hắn nội tâm cũng là cảm khái không thôi, Tiêu Phàm gia hỏa này, quả nhiên là không sợ trời không sợ đất. Khó trách ở thiên hoang, liền các đại gia tộc thiên tài cũng dám giết, trên đời này, thật đúng là không có chuyện gì không phải hắn không dám làm. Một lần này phiền phức đoán chừng không nhỏ, Quân Bách Nhẫn thở dài. Nhìn qua sâu trong tinh không, nói. Biên hoang lão nhân, là lai lịch thế nào? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói, cái này ngươi cũng không cần đã biết, chỉ cần biết rõ, thiên hoang sở dĩ coi như an ổn, đúng là bọn họ những người này canh giữ ở tinh vực kết giới, không cho dị ma bước vào một bước. Quân Bách Nhẫn đôi mắt đều là vẻ kính sợ. Dừng một chút, hắn lại nói, thời gian của các ngươi không nhiều lắm, thái nhất thánh giới dục dịch, tùy thời đều có thể tiến công thiên hoang. Đại kiếp đoán chừng muốn đến sớm, đây là một cái loạn thế a. Đám người thần sắc ảm đạm, bọn họ cũng chỉ là thượng phẩm thánh tôn, khoảng cách thiên tôn không biết năm nào tháng nào, đời này cũng chưa chắc có thể đạt tới. Mà giống biên hoang lão nhân vậy chờ cảnh giới, càng là si tâm vọng tưởng, bất quá, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, 3 năm sau táng tổ thiên mộ chuyến đi, là của các ngươi một trận tạo hóa. Quân Bách Nhẫn trầm giọng nói, đúng, đám người gật gật đầu. Tiêu Phàm lại nói, cái kia dị ma liền sẽ không có người tiến vào táng tổ thiên mộ. Đừng có nằm mộng, lần này cử động của các ngươi, nhiều nhất để bọn hắn bỏ ra một chút đền bù mà thôi, bất quá đối với chúng ta thiên hoang cũng là có lợi, chỉ là cụ thể đàm phán, phải lão sư cùng thái nhất thánh giới nói. Quân Bách Nhẫn lắc lắc đầu nói, quy tắc không phải bọn họ quyết định sao? Tiêu Phàm cực kỳ không cam lòng nói. Quân Bách Nhẫn nhìn Tiêu Phàm một cái, thở dài nói, Vân Tôn nói đúng. Cường giả mới có chế định quy tắc quyền lực, thái nhất thánh giới bảo vệ táng tổ thiên mộ lối vào, nếu như bọn họ không cho, chúng ta cũng vào không được. Huống chi, lần này thái nhất thánh giới toàn bộ thất bại, cái
cái này khiến bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mặt khác, tiến vào táng tổ thiên mộ cũng không chỉ là ta thiên hoang cùng thái nhất thánh giới, còn có mặt khác cửu thiên thập địa, cùng dị ma thánh giới tu sĩ, chúng ta nơi này thì có 20 người, chiếu ngươi nói như vậy, đến lúc đó chẳng phải là vài trăm người. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, có lẽ không chỉ, Quân Bách Nhẫn lắc lắc đầu nói, 3 năm thời gian này, các ngươi cố gắng đột phá nguyên tôn cảnh, ta có dự cảm, đại chiến sắp xảy ra. Đám người Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, đột nhiên cảm giác đầu vai bên trên gánh lại nặng không ít. Tiền bối, lần này về thiên hoang, ta chuẩn bị trở về một chuyến thái cổ thần giới. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngươi không thể đổi ý, đây chính là ngươi đáp ứng ta. Quân Bách Nhẫn lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ta liền tính không đáp ứng ngươi, ngươi thân là thủ hộ người của thần điện, cũng là tùy thời có thể đi trở về. CMN, Tiêu Phàm trực tiếp tuôn ra nói tục, nói cách khác, ta là bị ngươi lắc lư đến thần chiến cổ địa. Quân Bách Nhẫn trực tiếp thưởng Tiêu Phàm một cái bạo lật, đau Tiêu Phàm rụt cổ một cái, thiên tôn cường giả công kích, hắn nghĩ tránh đều không tránh khỏi a. Ta liền tính lắc lư ngươi, nhưng là nhường ngươi chiếm được táng tổ thiên mộ danh ngạch, không phải sao? Quân Bách Nhẫn một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Tiêu Phàm vuốt vuốt đầu, nói thì nói như thế, nhưng loại này bị dao động cảm giác, để người luôn luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Chỉ là nghĩ đến có thể trở lại thái cổ thần giới, Tiêu Phàm tâm tình lại đã khá nhiều. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một mực đợi ở trong khoang thuyền, lĩnh ngộ những ngày tháng thu hoạch. Trong cơ thể hắn sát lục bản nguyên chi lực nhanh chóng gia tăng, vẻn vẹn số ngày, thì đến được 999 nguyên, khoảng cách 1000 nguyên khoảng cách chỉ có cách xa một bước. Nhưng là một bước này, Tiêu Phàm bất kể như thế nào đều không bước ra đi. Mặt khác, thời không bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm mượn nhờ thời không thiên châu lĩnh ngộ, ngược lại là đã vượt qua 1000 nguyên, tùy thời đều có thể đột phá hạ phẩm nguyên tôn. Đột phá nguyên tôn cảnh về sau, trừ bỏ đột phá cảnh giới bên ngoài, điểm cuối cùng vẫn là muốn tăng lên đối bản nguyên chi lực khống chế độ. Tiêu Phàm đối với mình tiếp xuống tu luyện, có một cái mục tiêu rõ rệt. Trừ cái đó ra, còn có thời không bản nguyên chi lực, cũng cần phải lĩnh ngộ thuộc về mình bản nguyên tuyệt kỹ. Nếu như chỉ dựa vào bản nguyên chi lực chiến đấu, uy lực giảm bớt đi nhiều. Bản nguyên tuyệt kỹ, tương đương với mức độ lớn nhất phát huy bản nguyên chi lực lực lượng, uy lực mạnh mẽ không nói, cũng có thể tiết kiệm bản nguyên chi lực. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm bọn họ thành công đến thiên hoang, thần chiến cổ địa chuyến đi, chỉ có thiên hoang cao tầng biết rõ. Tiêu Phàm không gấp rời đi thiên hoang, mà là tại thời không nguyên địa tu luyện 3 tháng, chuẩn bị đợi đến thí thần, thần phong, thậm chí cửu U Ma toàn đám người toàn bộ trở về, mới chuẩn bị lên đường. Trong lúc đó, Khương gia, Thiên Sơn gia tộc cùng Băng gia đi tìm Tiêu Phàm phiền phức, cũng không biết là ai tiết lộ Tiêu Phàm giết chết Khương Thiếu Thiên sự tình. Bất quá, Tiêu Phàm một mực đợi ở thiên hoang thần các, Khương gia cũng không dám ở nơi này làm càn. Huống chi, còn có Quân Bách Nhẫn cho hắn ra mặt, dù cho thập đại gia tộc, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Một ngày này, Tiêu Phàm tụ tập không ít người quen, trừ bỏ tà thần cùng thí thần bọn họ bên ngoài, thậm chí ngay cả Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu mấy người cũng đến đông đủ. Những người này, đều muốn đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ, quay về thái cổ thần giới. Bởi vì Tiêu Phàm thủ hộ thần điện thân phận, ngược lại là có thể mang một số người tiến về, hơn nữa còn có Quân Bách Nhẫn đặc phê, truyền tống các cũng không dám làm khó bọn họ. Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết, các ngươi khẳng định muốn đi với ta. Thần Chu phía trên, Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn cách đó không xa hai người nói. Ta còn chưa có đi qua, vừa vặn đi xem một chút. Khương Ách cười cười, ta cũng vậy, Trúc Hồng Tuyết gật gật đầu, bất quá nói ra lời này thời khắc. Hắn ánh mắt lại là nhìn về phía Tả Vũ. Tiêu Phàm thầm mắng, đôi cẩu nam nữ này, quả nhiên có gian tình. Tả Vũ bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu, vội vàng nói tránh đi, Tiêu Phàm, sư tôn ta nói, chờ ngươi lại về thái cổ thần giới, cùng ta cùng đi gặp hắn. Tốt, Tiêu Phàm thở sâu, nói ta cũng thật lâu trước đó, liền muốn gặp mặt tà thần tiền bối. Nói xong, thời không khiêu dược đài khởi động, thần chu trong nháy mắt biến mất ở truyền tống các. Nhưng mà lúc này, thiên hoang một tòa bên trên ghi nhân thế gian 3 chữ lầu các, lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 200.